Phật Pháp ứng dụng.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, ngày hôm nay toàn thể các hành giả trong khóa tu An Lạc lần thứ 10 được tổ chức tại tu viện của chúng ta, số lượng trên 2.600 vị hành giả. Với tất cả niềm kính yêu đến riêng thầy và với một lòng tin vững chắc vào pháp môn tu tập, số lượng Phật tử về đây tu tập ngày trở nên đông và có chất lượng rất nhiều. Và hôm nay chúng con lại một lần nữa được lắng nghe tiếng nói của thầy để chia sẻ cho tất cả các hành giả về kinh nghiệm tu tập ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống. Giờ phút này tất cả các hành giả nơi đạo tràng chúng con đang lắng lòng hướng về thầy để thầy chia sẻ Phật pháp trong buổi chiều hôm nay. Kính mong thầy hoan hỷ cho tất cả chúng con được ân chiêm pháp lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, là những hành giả của khóa tu một ngày An Lạc, hôm nay thì tôi đến với các vị một cái bài giảng cũng rất là đơn giản, để giúp cho những người Phật tử trên bước đường học Phật biết những gì cần để giống như là một cái miếng vỏ hộ thân, trong khi chúng ta không có những điều kiện gần gũi tăng bảo, gần gũi chùa chiền, gần gũi các bậc thầy, mà chúng ta lấy những cái này để đủ để chúng ta có một cái định hướng cho một việc tu tập cũng như những sinh hoạt cá nhân của chúng ta về vấn đề lời dạy của Đức Phật. Thì cái bài giảng của thầy đến với các vị gói ghém với chủ đề hôm nay đó là bài giảng Phật tử tại gia những điều cần biết. A Di Đà Phật. Tôi nghĩ đối với những Phật tử tu tập lâu năm hay là đã có nghiên cứu thì đây là việc rất là thường. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng xung quanh tôi còn có quá nhiều câu hỏi của những người Phật tử, hỏi về những việc thờ cúng, hỏi những việc tụng kinh, hỏi những việc ma chay, hỏi những việc pháp môn, hỏi những việc khi đối diện với những cái vấn đề ngờ ngợ, không biết đó có phải là Phật pháp hay không. Thì tất cả những điều đó tôi mong được chia sẻ với các vị trong nội dung bài giảng này. Tôi chia sẻ bằng hết với những gì chúng tôi có thể hiểu được một cách cô đọng nhất trong tất cả những cái vấn đề thắc mắc xung quanh các vị. Xin thưa các vị, tại sao thầy phải gọi Phật tử tại gia? Thường thường những người Phật tử cứ nghĩ hai chữ Phật tử là ai? Hả? Phật tử là ai? Phật tử là vỗ ngực vậy. Phật tử là ai là vỗ ngực vậy? Có nghĩa là Phật tử là con đó. Tức là Phật tử là các vị cứ nghĩ là những người còn tóc ở trên đầu như các vị là Phật tử. Nhưng mà một số vị ở đây cũng là Phật tử mà tôi thấy đâu còn tóc đâu. Nên ví dụ như bác đó đâu còn tóc đâu. Nói rồi cái anh ngồi chót chót đó cũng Phật tử mà đâu còn tóc đâu. Cho nên phải gọi là chữ Phật tử tại gia là vì sao? Phật tử không phải để chỉ cho các vị cư sĩ Phật tử như thế này. Chữ Phật tử là chỉ chung cho tất cả những người học tu theo Phật, bao gồm tu sĩ. Chứ không lẽ các vị là Phật tử là con của Phật mà các vị là con của Phật, vậy thầy là cái gì? Hả? Ai nói em của Phật á? Bài vô cùng vậy. Trời ơi, tám đời không biết tôi được cái gót đó chưa nữa. Xin thưa với các vị, cái chữ Phật tử á, là chỉ chung. Cho dù là xuất gia hay là cư sĩ đều là Phật tử. Nhưng mà các vị là Phật tử tại gia, còn quý thầy quý ni là Phật tử xuất gia. Mình phải hiểu vậy. Bởi vì Phật tử là con của Phật, vậy các vị là con của Phật mà tôi mà không được con đó là tôi thiệt thòi, tôi không có chịu đâu.
Nếu mà tôi không phải là con của Phật đó, là tôi sẽ nhảy xuống làm Phật tử á. Cho nên ở đây chúng ta nói cho rõ, Phật tử là con của Phật. Nhưng mà con của Phật có hai dạng: con của Phật là những người xuất gia và con của Phật những người tại gia. Thì những người tại gia gọi là cư sĩ Phật tử hay là Phật tử tại gia, tức là những người còn sống trong ràng buộc gia viên của thế tục, nhưng mà xin nguyện trọn cuộc đời này đi theo con đường Phật dạy, học tu theo những điều Phật dạy. Cái đó gọi là Phật tử tại gia hay là cư sĩ Phật tử. Nhưng mà thông thường á, quý thầy nói tắt ta dùng chữ Phật tử là để ám chỉ cho các vị, chứ thật ra đúng nghĩa nó phải là nói đủ là Phật tử tại gia hay là cư sĩ Phật tử hay là những đệ tử tục gia của Đức Phật. Cái đó chúng ta phải được hiểu là như vậy. Còn cái phần còn lại đó là những đệ tử xuất gia, là tăng, là ni, là những người xuất gia, là con của Phật mà đi tu theo Phật theo cái dạng xuất gia, tức là đã lìa khỏi nhà thế tục rồi, nguyện tu theo Đức Phật bằng cái hạnh nguyện của một con người để trở thành một tăng bảo. Như vậy chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Thành ra các vị Bồ Tát vẫn là con của Phật mà, chứ không phải là các vị Bồ Tát là em của Phật hay gì đâu. Bồ Tát còn chưa được chứ đừng nói tới tôi. Cho nên các vị phải cảm thấy rằng cái từ đó chúng ta phải được hiểu một cách rõ ràng. Có thể chúng ta trở thành những từ ngữ thông dụng thì chúng ta cứ dùng, nhưng bản thân chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của từ để chúng ta được phân tích cho nó rõ ràng vậy thôi. Còn chúng ta thói quen chúng ta cứ dùng, nhưng khi được hỏi chúng ta phải hiểu một cách rất rõ ràng như là hồi nãy giờ thầy nói với các vị. Như vậy thì để phân biệt giữa đệ tử xuất gia và đệ tử tục gia thì những cư sĩ Phật tử ở đây thầy muốn chia sẻ với các vị những điều cần biết của những người cư sĩ Phật tử, tức là những người sống trong thế tục, những người ít có duyên đến chùa, những người sống như vậy phải tu học và hiểu Phật pháp như thế nào. Xin thưa các vị, điều tiên quyết nhất trong một người đệ tử tục gia của Đức Phật là điều tiên quyết nhất là phải có cái gì? Đầu tiên nhất là gì? Để trở thành một đệ tử tục gia hay là một cư sĩ Phật tử, đầu tiên là phải là gì? Quá giỏi, cho chàng pháo tay đi. Cho chàng pháo tay nhưng mà chả chật là quỳ hương liền. Xin thưa các vị, tại sao hôm nay thầy phải hỏi những điều rất cơ bản như vậy? Tại vì sự thật, hồi hôm ra ngoài ban thư ký để sắp xếp công việc, nhìn vào trong những cái danh sách của các vị gửi về, tôi thấy cái mục pháp danh đó còn lon lỗ ở trong đó còn trống. Tôi mới hỏi ban thư ký tại sao mà nhiều chỗ trống như vậy. Thì họ nói là những người này chưa quy y, bởi vì họ sợ họ không dám quy y, họ chỉ đi tu theo mọi người thôi. Như vậy người chưa quy y mà đi vô tu thì danh chưa chánh, ngôn chưa thuận, có thể đó gọi là tu ké những người Phật tử đúng pháp. Tức là tu ké. Bản thân chúng ta là một, mặc nhiên mình nhìn như mình là một người Phật tử, nhưng điều tiên quyết các vị chưa quy y thì chưa trở thành một Phật tử đúng pháp. Cho dù các vị có đi chùa tụng kinh niệm Phật, tu học như thế này như bao nhiêu người Phật tử khác, nhưng mà chưa quy y thì không thể gọi là Phật tử. Vì vậy cho nên tôi nói với các vị, hãy làm sao, nhất là gia đình Phật giáo, tạo điều kiện tốt nhất cho bản thân chúng ta cũng như người thân quy y để trở thành người Phật tử đúng pháp. Khi đó chúng ta mới gọi là một Phật tử tại gia hay là một cư sĩ Phật tử. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên ai chưa quy y nên nhớ đăng ký quy y, cho dù ở đây hay là bất cứ nơi nào. Các vị có thể về một nơi nào gần nhất nơi chúng ta để phát tâm quy y cũng được, hay là ghi danh ở đây tạo điều kiện cho các vị quy y cũng được. Nhưng làm sao càng sớm càng tốt. Có những người từng tuổi như thế này chưa quy là điều thiếu sót trong cuộc đời của chúng ta. Tôi đã giảng cái điều này trong cái bài Tam Quy Ngũ Giới, tôi đã phân tích rất rõ rồi. Không phải quy y để chúng ta vi phạm những điều đó chúng ta bị tội hơn. Không phải quy y giữ không được rồi chúng ta có tội. Đừng suy nghĩ những điều máy móc như vậy. Học và tu theo Phật nếu nghĩ như vậy vô cùng lệch lạc. Về nghe lại bài giảng Tam Quy Ngũ Giới, thầy đã phân tích rất rõ. Thầy không nói ở đây, nhưng thầy chỉ muốn nói với các vị là để danh chánh ngôn thuận một Phật tử tại gia
điều tiên quyết nhất là phải quy y, thì lúc đó mới trở thành một đệ tử tục gia đúng pháp. Trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Hai chúng xuất gia bao gồm Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Hai chúng tại gia bao gồm U Bà Tắc và U Bà Di. U Bà Tắc là chỉ cho nam cư sĩ, U Bà Di chỉ cho nữ cư sĩ. Tức là bốn chúng đệ tử của Đức Phật gồm chúng nam xuất gia, chúng nữ xuất gia và chúng nam Phật tử, chúng nữ Phật tử, là những cư sĩ Phật tử thế tục. Trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật đóng vai trò hoàn thiện trong mọi thời đại, trong mọi cái quá trình lịch sử phát triển của đạo Phật. Không bao giờ có một trong hai mà đạo Phật được phát triển cả. Nếu đạo Phật muốn duy trì và phát triển tại nhân gian thì giữa hai giới xuất gia và tại gia cùng hỗ tương với nhau trong cái trách vụ của người Phật tử hay là trách vụ của người xuất gia, cùng song hành và phát triển. Lúc nào chư tăng có tu có học, lúc nào Phật tử có tu có học là lúc đó đạo pháp xương minh, hưng thịnh tăng già. Lúc nào chư tăng thiếu tu thiếu học thì những người cư sĩ cũng thiếu tu thiếu học và trở nên vấn đề suy đồi về Phật pháp. Vì vậy hai cái vai trò giữa xuất gia và tại gia cùng song hành để duy trì và phát triển đạo pháp là cái đó không thể thiếu, lúc nào cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Từ thời của Đức Phật, chúng ta biết Phật giáo được phát triển thịnh hành tại Ấn Độ trong thời Đức Phật còn tại thế. Nếu bên cạnh Đức Phật không có những người hộ pháp đắc lực như vua Ba Tư Nặc, không có những người hộ pháp đắc lực như vua A Xà Thế hay là Bình Sa Dương, không có những người hộ pháp đắc lực là một trưởng giả như là trưởng giả cấp Cô Độc như một nam cư sĩ, hay là không có những người đắc lực như một nữ cư sĩ Visakha, hay là không có những người hộ pháp đắc lực như Hoàng hậu Mạc Lị, thì không thể nào Phật giáo thời đó phát triển một cách mạnh mẽ và toàn bộ trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian mà Đức Phật trụ thế có 40 mấy năm như vậy. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây vai trò của một cư sĩ vô cùng quan trọng. Một vài giai đoạn của Phật giáo Việt Nam, chúng ta nên nhớ Phật giáo Việt Nam có một vài giai đoạn tăng già suy thoái. Chùa chiền như thế này lại không có người tiếp tục duy trì và phát triển. Những vị thầy trụ trì rất là lo lắng cho tương lai. Cho nên các vị biết là tại sao ở Việt Nam chúng ta có cái dòng phái gọi là Cổ Sơn Môn hay là gọi là Lục Hòa Tăng. Thì ở đây có một số người thắc mắc là tại sao một số cái chùa lại có gia đình, có vợ, có con ở trong chùa, thậm chí cưới gả ở trong chùa, thì làm cho những người Phật tử chúng ta ngờ ngợ đi những người đó tu học như thế nào. Xin thưa các vị, ở đây tôi có tìm hiểu qua một vài cái tài liệu để nói về điều đó, cũng như tôi thưa hỏi qua một vài vị tôn túc lãnh đạo giáo hội của chúng ta, tại sao trong giáo hội Phật giáo Việt Nam có những cái chùa gọi là cả một gia đình vợ con ở trong đó và tiếp tục cưới gả, và con trai cũng lớn lên cũng trở thành trụ trì để nói nghiệp cha như vậy. Thì quý hòa thượng cũng đã trình bày và tôi đã tham khảo một số tài liệu là vào những năm đầu thập niên của thế kỷ 20, các vị biết rằng chư tăng không có, các chùa phần lớn là không có người kế thừa. Cho nên buộc lòng những người này muốn có người kế thừa thì buộc lòng là phải sống như một người thế tục, tức là cưới vợ để có con, để người này giao lại cái tự viện này cho chính con của mình. Và nếu là con gái thì phải kết hôn với một người nào đó mà có khả năng để về này tiếp tục cai quản vai trò như một tu sĩ, nhưng đời sống như một cư sĩ ở tại chùa từ những năm đầu của thế kỷ 20. Dĩ nhiên cái điều đó chúng ta không thể chấp nhận như một cái sự mà hưng thịnh và cao quý trong Phật giáo. Nhưng mà nếu không có những giai đoạn đó thì Phật giáo cũng chưa chắc gì có điều kiện để duy trì Phật bảo cho đến ngày hôm nay và chùa chiền cho đến ngày hôm nay. Vì vậy cho nên những hình thái đó không phải là xem như Phật giáo hưng thịnh, nhưng mà một biến cố lịch sử để tạo nên một gạch nối cho Phật giáo chúng ta có dịp kế thừa và phát triển. Vì vậy có một số các vị thầy ngày xưa sống một đời sống như thế tục, nhưng hình thức như một tu sĩ, rồi ở trong chùa cũng có gia đình phục vụ quần chúng về nghi lễ thôi,
phần lớn không có thuyết pháp giảng kinh như thế này, không mở đạo tràng tu học như thế này, mà phần lớn chỉ phục vụ nghi lễ, tức là những nhu cầu tín ngưỡng, phần lớn ma chay cúng kiến của xã hội để duy trì hình ảnh Phật bảo trong thế gian. Đây là những giai đoạn, những năm đầu của thế kỷ 20. Chúng ta phải tìm hiểu những tài liệu chúng ta mới thấy. Cho nên đối với tôi không ngần ngại và lạ gì với những vấn đề mà gọi là một số chùa có những cái đời sống như vậy. Dĩ nhiên quan niệm của đạo Phật cảm thấy cái điều này không thích hợp, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng biến cố lịch sử và quá trình phát triển như thế nào để chúng ta có sức cảm thông. Nếu chúng ta không tán dương thì cũng đừng quá ư đặt những cái lời nặng nhẹ, bởi vì dòng phái này là một trong những cái điều làm gạch nối cho Phật giáo cho đến ngày hôm nay, trong những giai đoạn quá ư là bất đắc dĩ của quá trình lịch sử phát triển Phật giáo. Cho nên vì vậy tôi muốn nói với các vị là vai trò của cư sĩ đóng một vai trò rất quan trọng. Có những khi chư tăng chúng ta thiếu học, không có trường lớp, không có các bậc cao tăng đào tạo, nhưng một số cư sĩ có trình độ lấy tăng bảo làm nơi cung kính, nhưng mà sự hoằng truyền Phật pháp thì nó nằm trong tay của cư sĩ. Ví dụ ngày xưa như những cái vị mà gọi là bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám chẳng hạn, hay là các cụ khác, những ngài như Đoàn Trung Còn rồi chẳng hạn, những vị đó là những cư sĩ Phật tử rất giỏi về Tam Tạng kinh điển. Những vị như là Hòa Thượng Ôn Trí Tịnh của chúng ta nè, như Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa đã thị tịch nè, và nhiều vị hòa thượng khác là học trò của bác sĩ tâm minh Lê Đình Thám, bây giờ là những bậc cao tăng của thời đại này, nhưng mà ngày xưa đã từng học dưới những cái Phật học đường mà do các vị cư sĩ hướng dẫn giảng dạy. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu cái này qua một cái bài giảng thầy giảng, là cái bài giảng Hoằng Pháp Viên á, thầy có nói đến một số vấn đề này, các vị tìm hiểu lại nghe nghe. Trở lại vấn đề của chúng ta, các vị đừng xem nhẹ vai trò của mình trong cái sự phát triển Phật giáo. Tăng bảo là vai trò quan trọng, nhưng mà người cư sĩ Phật tử cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Nhưng mà nhiệm vụ của mỗi người nó có cái cách khác. Một số người cư sĩ Phật tử do không có điều kiện học tu, do không có được tăng bảo dìu dắt, rồi lại một số nơi chùa chiền thì quý thầy không có thuyết pháp giảng kinh, cho nên một số vị Phật tử không biết con đường phải tu học và phải hoàn thiện tự thân theo lời dạy của Phật giáo như thế nào. Rồi hai nữa, một số người lại bị những người khác lợi dụng mê hoặc, là một Phật tử biến cách để trở nên con người gọi là đi theo con đường tà mê ngoại đạo. Thầy muốn nói với Phật tử là không phải nơi nào thờ một ông Phật, không phải nơi nào nói cái chữ chùa, hay là nơi nào để gọi là cái thánh thất, tịnh thất gì đó, thì nơi đó là đúng pháp. Đừng có thấy ông Phật là đúng pháp, đừng có thấy ông Phật là Phật giáo. Ông Phật nằm đó nhưng mà chưa phải là Phật giáo. Ông Phật nằm đó nhưng mà chưa chắc gì là đúng pháp. Cho nên chúng ta phải để ý rất rõ chỗ này. Có những khi ông Phật chỉ là đầu heo nấu cháo mà thôi. Để gọi là muốn đủ cho cái tinh thần đúng pháp, phải đủ Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Có những khi để Phật bảo nhưng mà pháp bảo là một loại tà ma ngoại đạo nào đó, những cái vấn đề mê tín văn chương kinh điển của một cái gì đó không phải là Phật pháp, như vậy đó không phải là pháp bảo. Chỉ có Phật bảo mà pháp bảo tầm bậy là Đức Phật ở đây người ta làm cái bia đỡ đạn cho một mục đích của cá nhân nào đó. Hai nữa, có Phật bảo mà có pháp bảo mà không có tăng bảo, dưới đó là một người cư sĩ đóng vai trò như một quyền quyết định thay cho tăng bảo, trong khi tăng bảo đang thịnh hành như thế này, thì đó cũng là một mục đích cá nhân nào đó chứ không phải là đúng pháp. Vì vậy một cư sĩ Phật tử có quyền hướng dẫn đạo tràng tu học, có quyền hướng dẫn Phật tử, có quyền giúp người khác trên con đường tu học, nhưng Phật tử đó phải tôn trọng đầy đủ ba ngôi báo: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Một cư sĩ mà loại trừ tăng bảo ra khỏi cái niềm tin của tất cả mọi người để cho mình như một con người thay vai trò của tăng bảo, đó là tà kiến sai lầm, không thể nào ủng hộ với một con người như vậy. Cho nên một cư sĩ có quyền hướng dẫn Phật tử tu, có quyền mở đạo tràng, nhưng bản thân cư sĩ đó phải tôn kính ba ngôi tam bảo Phật, pháp và tăng. Có đủ ba ngôi báo này mới có thể là trở thành một Phật tử hướng dẫn đúng pháp. Vì vậy chúng ta đừng có nghe nói là chùa
hay là đừng có nghe nói là thờ Phật, hay đừng có nghe người đó mở miệng nói về Phật hay là Pháp, là chúng ta cho đó là Phật Pháp, là đúng Pháp. Các vị học phải hiểu rất rõ những điều này, để những kẻ khác lợi dụng, nhất là những người chuyên môn hướng dẫn các vị đi hành hương á, cái này phải để ý. Hành hương chưa chắc gì là hành hương đúng Pháp. Có những người hành hương để dắt chúng ta lên am, lên cốc, lên cái gì, ông lên bà xuống, tiên thiên bà độ mạng gì đó. Tất cả những cái này đưa cho chúng ta vào con đường mê tín. Có những người sau một chuyến đi như vậy về đầu óc đảo điên hết, không biết đâu là Phật Pháp, không biết đâu là tà mê gì hết. Rồi về nói khùng nói điên, xem nhẹ chư tăng, khinh khi Phật bảo Pháp bảo gì đó, chỉ là một lòng tin theo một cái gì tầm bậy tầm bạ đó. Các vị Phật tử phải để ý rất rõ chỗ này. Thầy không muốn một đời của các vị hy sinh cho đạo Pháp mà do thiếu hiểu biết một chút xíu, mà tất cả công sức của chúng ta nghĩ là cho Phật Pháp mà cuối cùng đổ sông đổ biển cho những vấn đề tà kiến đó, thì rất tiếc cho một đời hy sinh vì đạo. Cho nên thầy không muốn những người cư sĩ Phật tử rơi vào những trường hợp này. Và vì vậy hai vấn đề thầy muốn chia sẻ với các vị hôm nay. Vấn đề thứ nhất là đừng để các vị Phật tử phải lầm đường lạc lối do một vài cái hình thức nào đó giống như là Phật giáo nhưng lại trá hình để mê hoặc con người ta, không phải là đúng nghĩa đạo Phật. Thứ hai, một vấn đề là do Phật tử ít có điều kiện học tu và ít có những người giới thiệu hướng dẫn, cho nên đôi khi tụng kinh lễ sám niệm Phật hay là những ma chay cầu cúng không biết phải làm cách nào. Hai vấn đề này thầy muốn chia sẻ với các vị một cách gói ghém trong bài giảng hôm nay. Cho nên vì vậy, phần đầu tiên thầy đến với các vị đó là Phật tử tại gia đối với vấn đề tam bảo. Vấn đề thứ hai là Phật tử tại gia đối với vấn đề đi chùa. Vấn đề thứ ba là Phật tử tại gia đối với vấn đề thờ Phật và lại Phật. Vấn đề thứ tư, Phật tử tại gia đối với vấn đề tụng kinh và trì chú. Vấn đề thứ năm là Phật tử tại gia đối với vấn đề cầu cúng hộ niệm ma chay, oai nghi giới hạnh. Vấn đề thứ sáu đó là Phật tử tại gia đối với vấn đề hộ trì tam bảo. Và vấn đề thứ bảy đó là Phật tử tại gia với vấn đề tu học theo pháp môn. Đây là những vấn đề được cốt lõi từng chút từng chút từng chút một cách gói ghém, cho các vị có một cái hình dung khái niệm. Khi chúng ta không có duyên đến chùa thì ở nhà chúng ta phải biết cái cách xử lý như thế nào trong những tình huống cần thiết, mà theo lời Phật dạy như thế nào. Xin thưa các vị, đầu tiên đối với vấn đề Phật tử tại gia đối với vấn đề tam bảo. Xin thưa các vị, tam bảo như là tôi đã nói, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo đóng vai trò quan trọng cho sự sinh tồn của Phật giáo. Không thể nào phát triển Phật giáo mà không có những cái cơ bản này về vấn đề niềm tin tam bảo. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, chúng ta tin Phật, tin Pháp mà có những người không có tin Tăng. Một số người lại chỉ trích Tăng già, thì cái đó lại là không tốt. Chúng ta không thể học được với người này thì chúng ta có thể học được với người khác. Nhưng mà lòng tôn kính tam bảo chúng ta không thể nào vơi được. Một người cư sĩ Phật tử khi lòng tin tam bảo vơi đi thì dĩ nhiên bồ đề tâm không thể nào phát triển một cách tốt đẹp được. Và vô tình không khéo lại gặp ác duyên, một vài người tác động xấu đến, chúng ta có thể quay lưng với tam bảo, đó là chuyện rất bình thường. Vì vậy ngày nào còn tăng bảo, còn pháp bảo, còn Phật bảo ngự trị ở trong lòng thì ngày đó chúng ta vẫn còn một bồ đề tâm tốt để tiến trên con đường học và tu theo chánh pháp. Xin thưa các vị, chúng ta học và tu theo Phật Pháp mà đôi khi chúng ta thấy rằng một số người không có dựa vào những lời nói của các thầy mà lại dễ tin những lời của khách quan. Chúng ta chưa có đủ niềm tin để quyết đoán phân định một vấn đề cho chính xác. Nhiều khi quý thầy nói cái đó nó được, đó cái đó không, nó đúng, nó sai, thì các vị lại cảm thấy thờ ơ. Nhưng mà một ông một bà nào năm trên năm dưới gì đó nói chuyện hoằng xuyên thiên hạ, vậy mà các vị lại cuống cuồng tin một cách điên cuồng như thế. Ở đây chúng ta phải xét lại cái hiểu biết về Phật Pháp của chúng ta còn cạn mỏng quá. Trong vấn đề này, bất cứ một cái pháp môn nào, một ngôi chùa, một cái nơi thờ cúng, một nơi tu học nào mà các vị cảm thấy ngờ ngợ khi nơi đó không đầy đủ tam bảo. Ví dụ
Một nơi tu học mà có Phật bảo là đúng nè, có Pháp bảo là đúng nè, nhưng mà thiếu Tăng bảo, được không? Trên căn bản được, được với tính cách là người hướng dẫn đó phải là một người sùng kính Tam bảo. Nhưng mà ở nơi này không có Tăng bảo, tức là số lượng tăng ni quá ít, cho nên người đó có thể đứng ra để hướng dẫn Phật tử tu hành đúng pháp, nếu người đó hiểu được pháp môn tu và hiểu được Phật pháp. Còn bản thân người đó, ví dụ đứng ra tổ chức tu mà bản thân người đó không tin Tăng bảo, xem tự cao tự đại về chính mình và tự cho mình như là một người thay cho vai trò của Tăng bảo, chỉ đề cao Phật bảo, pháp bảo không, thì không phải là đúng pháp. Cho nên cái gì mà chưa đầy đủ Tam bảo thì cái đó chưa gọi là danh chánh ngôn thuận, cho dù mang bất cứ một nghĩa hình thức Phật pháp nào. Đối với quan niệm chính thống của đạo Phật là như vậy. Khi nào còn đủ Tam bảo thì lúc đó mới là một đạo Phật chân chính. Đó là điều đương nhiên như thế. Phật tử chúng ta lại có một số người dễ vui như thế này. Vừa qua tôi cũng có nghe một số người khi giới thiệu một vài đĩa CD của một vài mà người thuyết pháp á, mà ở đó không phải là một người lớn mà một vài bé con nào đó. Trong cái đó rồi các vị nói nào là Bồ Tát tái thế, nào là Phật tái thế, nào là một cao tăng tái thế gì đó. Phật tử phải xét lại chỗ này. Học Phật không có đơn giản như thế đó. Chúng ta có quyền tán dương và khích lệ để tạo điều kiện cho những đứa trẻ đó phát triển Phật pháp, là cái điều đó bổn phận chúng ta. Chúng ta không cho nó như một điều xấu, nhưng cũng không thể nào nhân cách quá như một con người thần thánh tái thế trên cuộc đời này, để rồi chúng ta bán tín bán nghi cho con đường học tu Phật pháp. Ở đây các vị nên nhớ, ngày xưa tôi nhớ ở chùa Giác Thiên Vĩnh Long có một cậu bé khoảng 6 tuổi, con của một cư sĩ Phật tử rất thuần thành. Cậu bé này có một cái rất là lanh lợi, có nghĩa là học rất là nhanh thuộc những câu thiền ngữ của các bậc đại thiền sư. Cho nên nói ra là thiền sư hỏi cái câu nào đó là nói ra câu đấy. Hỏi ngày xưa Tổ Huệ Năng nói bài kệ gì, con đó là đọc ra là Bồ Đề Bản Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài liền. Hỏi ra Nam Tiền nói với Triệu Châu sao, con là Bình Thường Tâm Thị Đạo liền. Hỏi tất cả các vị nào nói ra những thiền ngữ danh dách, thì lúc đó những cư sĩ Phật tử như chúng ta cảm thấy rằng trời ơi, cậu bé này giỏi thiệt á, đặc biệt ha, chắc là cao tăng tái thế à, hay là một thiền sư nè tái thế à, mà dồ dập mà mến mà kính trọng. Thật sự bản thân tôi cảm thấy rất là ngại cho cái chuyện đó. Tôi ngại là chỗ nào? Không phải là tôi ngại là tôi đi ganh tị với cậu bé đó, không có. Nhưng mà tôi ngại là tôi đáng thương cho cậu bé đó. Một đứa trẻ hồn nhiên, chẳng qua là cái hệ thần kinh nó tốt, nó phát triển như thế nào đó mà nó nhạy bén, nó học cái này được nhanh thuộc. Rồi bản chất của nó là một con người đời hoàn toàn đầy đủ các hỷ nộ ái ố và tính trẻ con trong lòng nó. Nó đâu có khác, nó đâu phải là thánh thần. Mà quan niệm chúng ta thì lại cho nó là thánh thần. Bản thân nó thì không thánh thần, mà nó nói cái câu ra thì toàn là thiền ngữ. Như vậy các vị đẩy cậu bé này vào một cái hoàn cảnh khó xử. Tăng thì không tăng mà tục không tục. Bản chất thì vẫn ham muốn tất cả những chuyện của trẻ con, ham chơi, ham bắn cu li, ham này ham kia ở nọ ngoài đời. Nhưng mà chúng ta lại cho cao tăng, cho nên chúng ta phải đẩy bằng một cách là để phải trang nghiêm như một bậc cao tăng. Cho nên vô cùng làm cho cậu bé khó xử, cuối cùng trở nên một cái con người mà khó dạy. Ai cũng kính, ai cũng mến, nói ra là thiền ngữ, nói ra là trên đầu ngọn cỏ không kìa. Đó. Rồi tất cả sau này khó dạy vô cùng. Cuối cùng rồi đó, một vài ba năm sau trốn đâu mất tiêu. Biệt tích tới bây giờ tôi còn chưa biết nó là ai nữa. Xin thưa các vị, đừng vội vã như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, một vài điều mà CD đó các vị đưa tôi có nghe. Một vài người gửi cái clip cho tôi có nhìn. Tôi có thể cho đó là như là một cái gì đó gọi là, nói chung là cũng nhạy bén thông minh. Nhưng đó không phải là một lời sự giác ngộ, mà đó chỉ là một lời do học mà được. Cái học thuộc lòng, cái bài bản để diễn thuyết, rất có thể chúng ta tán dương để khích lệ cho những con người học Phật. Nhưng biến những con người đó trở thành thần thánh là tại các vị. Các vị đẩy cho con người ta 5-3 năm sau khi trở thành một thiếu nữ, 5-7 năm sau trở thành một thiếu nam, trưởng thành như một con người thế tục, đời không đời, đạo không đạo, thì lúc đó giữa hai cái các vị phải làm thế nào?
vô tình không khéo các vị làm khổ cho một con người mai này, tự ảo tưởng rằng mình như một thần thánh mà thật sự bản chất mình qua một phàm phu hoàn toàn, thì các vị phải xử trí như thế nào về điều đó? Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải biết rất rõ ha, phải biết rất rõ chánh pháp, Phật pháp và kinh nghiệm tu hành của các bậc cao tăng như thế nào. Tại sao biết bao nhiêu những lời hay ý đẹp của các bậc cao tăng, chúng ta không tạo điều kiện cho Phật tử tu học, mà chúng ta lại đem cái đó như một cái trò để chúng ta rất là vui thích như vậy, thì cái đó là chưa thích hợp lắm. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi học tu theo Phật pháp phải học rất rõ đường hoàng, tạo điều kiện học được là tốt, nói được là tốt, nhưng mà để gọi là cái đó như một cái gì thần thánh á, thì các vị hãy bỏ cái này ra khỏi cái quan niệm của chúng ta đi. Những bậc Bồ Tát tái thế, những bậc thanh văn tái thế không bao giờ biểu hiện như thế đó. Tôi nói thật với các vị có từng đọc qua những câu chuyện mà ở các trường mà của các vị lạc ma của Tây Tạng đào tạo một vị lạc ma tái thế như thế nào chưa? Khi khẳng định rằng một vị đó là một vị lạc ma tái thế, tức là qua trắc nghiệm của các bậc cao tăng tiền bối, hay trắc nghiệm à cái này cái này cái này, những lời di huấn của những vị lạc ma trước khi qua đời, những kỷ vật gì được dặn dò của các vị lạc ma trước khi qua đời như thế nào đó, và nơi mà vị này sau này tái sanh môi trường nào đó đã được ghi lại và dặn dò rất kỹ vào thời điểm để người này có mặt tái thế ở nước nào, vùng nào, thời điểm nào, dấu tích sau khi xuất hiện trên cuộc đời này, bản thân người đó có dấu tích gì trên con người đó, và dùng những cái kỷ vật để trắc nghiệm được người đó như thế nào. Và sau khi qua những cái giai đoạn đó, các vị biết rằng xác định được đây là lạc ma tái thế rồi, các vị biết người ta làm gì không? Người ta đào tạo trong một môi trường rất là kỹ, được các vị cao tăng hòa thượng dạy dỗ, mặc dù biết đó là một vị lạc ma tái thế, là những bậc thầy mình trong tiền kiếp đó, nhưng mà trong đời này vẫn là những người phải nghiêm trì học theo cái quy tắc của Phật pháp như thế. À, những cái điều này đã được các vị lạc ma đào tạo và dạy dỗ rất là kỹ, không bao giờ cho ra ngoài nói chuyện lang thang như thế đâu. Đào tạo khi đến độ tuổi trưởng thành, để đến tuổi vững vàng tốt nghiệp các trường Phật pháp, giống như là quy củ đó, bắt đầu vị đó mới ra hành đạo. Các vị biết ở Ấn Độ có một vị lạc ma cũng xem như là một trong những vị được tái sinh đó, tức là ngài Kamapa. Khi tôi qua Ấn Độ thì ngài năm đó là khoảng 20 mấy tuổi rồi. À, tức là Phật giáo Tây Tạng cho đó là một vị lạc ma tái thế, một con người thông minh, oai nghi, đỉnh đạt, và ở độ tuổi bắt đầu bước ra hành đạo là lúc 20 mấy tuổi, chứ không phải từng độ tuổi trẻ thơ như thế. Cho nên các vị biết rằng những nhân tố của bậc cao tăng mà còn như thế, thì ở đây chúng ta đừng có những cái tưởng tượng thông thường để chúng ta dễ dàng lệch lạc trong nhận thức của chúng ta về tu hành. Cho nên ở đây chúng ta phải rất rõ điều đó. Tôi muốn tất cả những người cư sĩ Phật tử nhận thức một cách đúng đắn, cái nào khen ngợi phải khen ngợi đúng chỗ, ở một mức độ nó hợp thời hợp lý, chứ không phải là quá ảo tưởng bằng tín ngưỡng, hay là hoặc do một vài người nào đó tự thổi phồng lên rồi chúng ta dựa vào đó cho đó là những cái điều mà như một hiện tượng lạ. Không có gì là lạ cả. Những cái hình ảnh đó tôi đã từng gặp quá nhiều chú tiểu rồi. Rất nhiều những chú tiểu thông minh, có thể là 2-3 tuổi đọc chú Đại Bi đồ thuộc, hay là niệm Phật hay này kia kia nọ, đó là những nhân tố tốt, tức là có một cái nhạy bén tốt, nhưng mà cho đó như là một cái vị thần thánh tái thế, các vị coi chừng, và không khéo chính cái quan niệm các vị đẩy những cậu bé đó, đẩy những cô bé đó vào những chỗ mà lỡ chợ lỡ quê, không biết phải xử thế thế nào giữa cuộc đời này, khi họ trong lòng làm một phàm phu bình thường như chúng ta. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi tôi nói với các vị là một Phật tử hộ trì chánh pháp phải tin tưởng vào Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, à, đúng nghĩa nó là phải là như vậy, thì ở đây chúng ta ít khi nào sai lạc. Nhưng mà Tăng Bảo phải là một người danh chánh ngôn thuận, là một tu sĩ đúng pháp trong hàng ngũ tăng già, chứ không phải Tăng Bảo là ai cạo trọc cái đầu hay là gì đó là Tăng Bảo, không phải vậy, chưa hẳn. À, chúng ta phải biết là như vậy. Những người này đã được giáo hội thừa nhận, những vị này đã được thầy tổ thừa nhận, thì cái đó mới lấy làm niềm tin và cơ sở xác chứng cho các Phật tử chúng ta. Cho nên điều đầu tiên trong các vị là
một cư sĩ phải tôn thờ Tam Bảo thì đường tu không lệch lạc. Một cư sĩ muốn làm đạo, muốn thay tăng bảo để giáo hóa chúng sinh ở những vùng không có tăng già, thì cư sĩ đó bản thân cũng phải cung kính Tam Bảo mới làm được việc đó một cách đúng pháp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai tôi muốn nói với các vị đó là Phật tử tại gia với vấn đề đi chùa, cái này tôi cũng nghe hơi nhiều. Xin thưa các vị, Phật tử đi chùa thì nhiều lắm, nhưng mà đi để làm gì mới là quan trọng. Có những khi ở nhà buồn quá, đi vô để kiếm góc nào đó, để kiếm vài ba người đó để ngồi tụm tụm nói chuyện cho nó đỡ buồn. Có những người là như vậy. Đúng ra chúng ta dành thời gian đi chùa là để học tu, để đi lại Phật, để tụng kinh, để niệm Phật, để làm gì đó. Thậm chí chúng ta có điều kiện tốt hơn, chúng ta công quả để góp phần công đức trong ngôi chùa đó. Mà trái lại, đôi khi chúng ta đi chùa để kiếm ra những người đồng cảm với chúng ta trong một vấn đề nào đó, để chúng ta nói chuyện cho đã miệng, cho hả lòng. Cái đó vô cùng nguy hiểm. Đó gọi là tạo nên một sự phân hóa và thị phi. Rồi chúng ta vô cùng phân hóa cách nào? Tức là cái nhóm này là nhóm của tôi nè, đi trước ngồi khoanh một vùng này, ai vô đó đuổi ra, cái này đó của nhóm tôi đi kiếm chỗ khác ngồi, cái này là bà nào đó đi trước xí chỗ. Người khác vô ngồi đuổi ra, bữa đó bà đó có đi hay không không biết mà đuổi ra, đây là có người rồi. Tức là đi giữ chỗ giùm cho những người cùng cái nhóm của mình. Các vị cứ tạo từng cụm, ngồi trong một cái giảng đường, ngồi trong một cái chánh điện, nguyên một đại thể, người ta tưởng đâu là một tập thể tu hành đồng nhất với nhau. Ai ngờ trong đó lục cục lòn hòn, từng nhóm từng cục hết trơn mà đâu biết đâu. Cái này không hay tí nào. Không nên ngăn cách trong cái vấn đề đi chùa học tu như vậy. Nếu đến chùa không tu học được thì nên ở nhà, chứ đừng vô tình đi đến chùa để lượm thông tin, để rồi bàn thêm chuyện này chuyện nọ, phê bình người này người kia, chê chùa này chỉ trích bươi móc chùa kia. Vấn đề đó không nên. Thậm chí nói chuyện bà này, nói chuyện ông nọ, cái đó chúng ta đâu cần thiết phải ở chùa. Chúng ta ngồi ở quán cà phê nào cũng được, chúng ta ngồi ở ngã ba đường nào cũng được, chúng ta ngồi ở bãi cỏ nào chúng ta cũng làm được chuyện đó mà. Dành thời giờ đi đến chùa mà để làm chuyện đó thì uổng quá đi, và nó không đúng một người đi chùa. Cho nên á, Phật tử đến chùa là chỉ một bề đến với Phật pháp. Gặp đạo bạn là tốt, nhưng gặp đạo bạn thăm hỏi vui vẻ, tay bắt mặt mừng, hay là thậm chí trao đổi nhau về vấn đề tu hành. Mọi việc không phải vấn đề tu hành nên bỏ ngoài cổng. Đời chúng ta đã dương mang và khổ lụy quá nhiều về những cái ý niệm đó rồi. Thị phi gian trá lừa đảo, nói chuyện hơn thua, đời chúng ta đã mệt mỏi. Bây giờ vào chùa chúng ta không xả được cái đó, mà chúng ta lại đem cái đó vào lòng để chúng ta phiền hơn, buồn hơn, giận hơn, tức hơn, thù địch hơn. Cái đó để làm gì? Chúng ta tự làm khổ chúng ta mà chúng ta không hay. Cho nên người Phật tử khi đến chùa như thế, ai nói những chuyện đó bên chúng ta, kéo chúng ta lại, mày lại đây nè, tao nói cho mày nghe cái này nè, ví dụ vậy, thì mình nghe là coi coi cái gì, nhưng mà nói tao nói mày nghe nè, cái bà đó vậy vậy, thôi 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 chị, để A Di Đà Phật giùm tôi cái đi ha. Nên nhớ là như vậy. Ai mà khiêu khiêu mình, tao nói nhỏ mày nghe chuyện này, nhưng mà nói nhỏ là ông này bà này ha, cô đó thầy đó chùa nọ, xin A Di Đà Phật để cho em tu. Nhớ là như vậy. Mình làm được như vậy, mình cắt luôn cái sự thị phi trong lòng người đó. Tức là khi mình nói như vậy, tự người đó sẽ thẹn, người đó sẽ tự biết rằng mình làm như vậy không đúng khi đến chùa. Người Phật tử phải là như vậy. Chị à, em bận lễ Phật, chị à, em đang niệm Phật, hay là anh à, em đang chuẩn bị công quả, hay là em đang chuẩn bị lên chùa. Mình tránh bằng một cách rất tế nhị, nhưng mà người ta sẽ biết được rằng người ta đã sai. Đó, mình không có nói người ta sai, nhưng mà mình né bằng cách đó đó. Mình né bằng cách là em chuẩn bị mặc áo lên lễ Phật, hay là em chuẩn bị tụng kinh, hay là cái gì đó. Mình cứ né bằng những cái cách đó, để cho những người thị phi đó, người ta tự nhận ra được rằng mình đến chùa mình làm như vậy là sai, làm động niệm người khác, làm mất chánh niệm người khác, vậy là không đúng rồi. Người ta tự cảm thấy người ta cần khắc phục chuyện gì. Điều thứ hai nữa, người đến chùa, chùa là nơi sinh hoạt tập thể, ai cũng có quyền đến, ai cũng có quyền đi.
và ai cũng có quyền tụng kinh lễ Phật hay là công phu công quả. Đó là việc của nhu cầu Phật tử, nếu đúng giờ, đúng pháp và hợp lệ. Nhưng mà những người quan niệm như thế này, đến chùa là phải bắt có người tiếp, phải có người ân cần mời mọc anh này kia cái nọ, còn không thì chỉ trích rằng chùa đó khinh bạc như thế này thế kia là không đúng. Có một người nhắn cho tôi một tin nhắn, tôi đọc rồi tôi cũng cảm thấy ngậm ngùi. Tin nhắn là như thế này: con là người rất là mến mộ những bài giảng của thầy, đặc biệt nhất trong đời con giác ngộ đó là bài Giá trị đồng tiền, và kể từ hôm đó con tìm hiểu và đến với Phật pháp. Nhưng mà khi con muốn tìm hiểu thì một số người ngăn con, bởi vì nghề của con là nghề bán dừa nạo à. Cho nên người ta ngăn con là như vậy nè: mày phải là đại gia hoặc là giàu có quyền thế mày đến chùa, quả mai mày được tiếp đón. Còn mày mà bán dừa nạo mày đến đó ai tiếp mày à. Hoặc là mày chỉ đến đó người ta cảm thấy là người ta chào mày qua loa như vậy là xong. Xin lỗi, không biết cô hay là chú, nói thẳng ra là không biết cái tên đó là nam hay nữ à. Thì đầu tiên á, họ nói là họ bắt đầu họ nghe nói như vậy cho nên họ mới thử. Và họ trắc nghiệm đầu tiên đó là khởi điểm là tại tu viện Tường Vân. Họ muốn trắc nghiệm những lời ông Tiến Gia bên ngoài là như vậy, thì họ nói đầu tiên họ là đi chùa tôi. Và họ nói là họ chưa gặp tôi, họ chưa biết tôi như thế nào. Nhưng mà chính là những người ở chùa đã lạnh nhạt và chào hỏi qua loa họ như vậy, họ cảm thấy rằng những lời người ta nói như vậy là đúng, và họ muốn một ngày đó họ đích thân họ trắc nghiệm về tôi. Xin thưa các vị, đọc qua những tin nhắn đó, tôi muốn trả lời nhưng mà tôi không trả lời. Tại vì sao vậy? Tôi nghĩ không cần thiết phải trả lời. Bởi vì trả lời là sao? Chùa là nơi người ta đến và đi thường xuyên, và những người vô đi chơi cũng có, lại Phật cũng có, hay là đi tham quan gì cũng có. Đó là chuyện rất bình thường, cửa chùa sẵn mở. Nơi hương đăng thì có người trực hương đăng, nơi thư ký thì có người trực thư ký, nơi phòng khách thì có người trực phòng khách. Nếu chúng ta có nhu cầu đến nơi nào sẽ được người đó hỗ trợ. Còn chúng ta đi lang thang như một khách tham quan, không lẽ các vị đang đi vậy đó, tôi chạy ra tôi mời các vị vô uống nước ăn cơm tôi à. Mà nơi du lịch ở đây vô ra rất là thường xuyên như vậy. Nếu chúng ta cảm thấy con muốn ủng hộ Phật pháp thì vào trong văn phòng, con muốn gặp thầy chủ trì tâm sự thì nhờ hỏi thị giả, con muốn lên chánh điện lễ Phật thì nơi đó có hương đăng, còn muốn đi chơi, muốn tham quan, muốn dòm ngó cái gì thì cứ tự nhiên. Ở đây đâu có phải là ai biết ngứa đâu mà gãi, ai vô đâu cũng phải là mời như thế như đấy, biết mình mục đích gì à. Các vị có nguyện vọng, các vị không bày tỏ với mấy ông thầy, hay là không bày tỏ với người có trách nhiệm, rồi các vị đem cái tâm nguyện các vị đi cà khên ở trong chùa vậy nè, rồi không lẽ người ta ra người ta hỏi các vị đi chùa kiếm gì à. Cho nên tôi nói thật với các vị, các vị có mục đích các vị đến chùa cứ việc trình bày, thì trình bày phần nào ta tiếp các vị phần đó. Còn phần lớn mọi người xem như là chùa là nơi lui tới tham quan tự nhiên của mọi người. Ai có khả năng làm được mời từng người uống nước, mời từng người ăn cơm, hay là tiếp đón tất cả mọi người, ai có khả năng đưa tay đó lên giùm tôi đi. Chùa là nơi sinh hoạt đông người, trừ ra những ngôi chùa mà năm khi mười quả mới có một người đến á, thì khi đó người đó đến khi có hữu sự gì đó. Còn ở đây là hằng ngày như vậy, từ sáng tới chiều tới tối, lúc nào cũng có đoàn tham quan đi viếng phóng sanh làm gì đó, đủ thứ, thậm chí đi lang thang chơi vậy đó. Thì các vị bắt ở nhà chùa phải đi tiếp đãi từng người như thế đó, các vị ép người quá đáng. Xin thưa các vị như vậy, không ai có thể làm trụ trì hay là lãnh đạo một ngôi chùa làm được cái chuyện đó cả. Ở đây tôi nói là không phải là thiếu sót, nhưng mà ở đây mình muốn làm cho đúng mục đích mà thôi à. Cho nên ở đây khi chúng ta đi chùa, nếu chúng ta có mục đích giải bài, à tôi đến đây tôi muốn cúng cái đó, hay là tôi muốn đây tôi tụng kinh đó, hay tôi muốn tham gia đó, mà mấy thầy á không tiếp hoặc đuổi xô, hay là có cái thái độ không tốt á, lúc đó các vị có quyền chỉ trích cái sai này của người có trách nhiệm đó rõ ràng. Nhưng mà các vị không bày tỏ quan điểm mình gì hết, cứ đi lang thang rồi nói là tại sao chùa không tiếp tôi, vì biết tôi là người bán dừa nạo à. Xin thưa các vị, ông nội ai không biết bà đó bán cái gì nữa à. Rồi thử một ngày nào đó đó,
Rồi các vị thử ăn mặc một cái rất là sang trọng, các vị cũng đi lòng vòng vậy đi. Rồi các vị nghĩ là người ta như thế nào, các vị nói như vậy, các vị thử ăn mặc cho thiệt là sang trọng, thì các vị cũng đi ngơ ngơ ngáo ngáo dòm dòm vậy đó. Rồi thử coi có người bưng nước sẵn mời các vị không. Chùa là như vậy mà, giàu nghèo không quan trọng, đối với tôi là không có chuyện đó. Nhưng mà mục đích của con người đó rất rõ ràng. Còn những mục đích mà ý xấu hay là cái gì đó không cần thiết. Và tôi nói thật với các vị buồn tôi chịu. Ai đi tìm tôi mà nói là gặp thầy cho biết là cái đó là tôi không thích tiếp tí nào. Tôi không thể mất thời giờ bằng những cách đó như vậy. Ví dụ các vị gặp tôi cần học, cần hỏi, cần chia sẻ cái gì đó, còn để gặp cho biết thì lý do nào biết cứ biết, không biết thì dịp này không được dịp khác. Không cần thiết phải bắt tôi ra ngồi ngay đó. Tôi ngồi tôi chịu trận để các vị làm gì. Các vị ra nào là phê bình mập, ốm, đen, trắng, xấu, đẹp à. Các vị gặp tôi biết, đặng các vị ra nói bằng cái cách đó đó, tôi đâu phải là người mẫu Cho nên các vị hiểu, có những lần tôi ngồi tôi nói thật sự tôi muốn chết đứng trong người. Mặc tình thiên hạ nói, tôi nói thật sự cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà tôi phải chịu thôi. Như vậy nếu các vị gặp cho biết để như vậy, đâu có lý do gì cần thiết phải mà gặp hay là không gặp. Còn nếu các vị là đau khổ hay là mọi thứ, tôi sẵn sàng. Tôi nói thật với các vị, tôi đã từng nói rồi, hai hạng người mà tôi có thể sống chết để có thể tiếp. Thứ nhất là người đau khổ, thứ hai là người muốn tìm hiểu và học Phật Pháp. Còn lại tất cả những cái gọi là đi tìm hiểu hay là gặp là để kiếm cho biết mặt ổng thật ra làm sao, con người bằng thịt bằng xương ra làm sao á, thì cái đó không nhất thiết rằng tôi cần thiết phải tiếp. Tôi nói thật với các vị có buồn tôi chịu. Cho nên ở đây chúng ta phải tìm hiểu rất rõ là tại sao như vậy. Ví dụ mình đến chùa mình cần gặp quý thầy, nó phải có mục đích rõ ràng. Mình nói một câu như vậy, nếu mình đứng vai trò như thế đó mình nghĩ làm sao? Sao mình không cảm thấy mình đặt mình vào trong một hoàn cảnh là nếu mình là người làm việc cho cộng đồng, cho tất cả mọi người, mà người ta đến mình để xăm soi như thế đó thì mình tưởng tượng cái nào? Mình đâu phải là một hàng hóa để người ta có thể phê bình đánh giá ba cái chuyện đó. Cho nên ở đây tôi chỉ là một tu sĩ thôi. Tôi cũng bằng xương, bằng thịt, bằng trái tim, bằng khối óc như các vị. Nhưng lý tưởng là tôi là người học Phật, đem thân ra để làm Phật Pháp, để cứu giúp những chúng sinh đau khổ trong khả năng có được của mình. Làm được điều gì tôi sẽ sẵn sàng làm hết tất cả những cái điều như thế. Còn tôi không đáp ứng nổi tất cả những cái nguyện vọng lệch lạc, có những cái nguyện vọng rất cá nhân của các vị bình thường. Nó không dính dáng gì đến hạnh phúc, khổ đau và vấn đề giải quyết sanh tử gì cả. Thì cái đó các vị đừng buộc tôi phải làm chiều với các vị như thế. Các vị có đồng ý và thông cảm cho tôi không? Tại vì đạo Phật. Xin thưa các vị, đó là vấn đề đối với Phật tử đi chùa. Tiếp theo một vấn đề nữa, đó là gì? Phật tử đối với vấn đề là thờ Phật và lại Phật. Xin thưa các vị, thông thường cái chuyện này tôi nghĩ ai cũng thờ Phật hết á. Mà tại sao lại có những người rất đơn giản là không biết phải thờ Phật nào và thờ như thế nào? Rồi có những người không biết xử lý như thế nào về tượng Phật cũ khi đã được thay mới. Rồi có những người khi ở nhà nhiều lầu, không biết thờ Phật ở lầu nào, thờ ở trên thì đi lên tụng không nổi, thờ ở dưới thì thờ người ta ở trên nó bất kính. Rồi đủ thứ phân dân, không biết phải thờ ở lầu nào. Rồi Phật thì quá nhiều, Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng, Thế Chí, Dược Sư gì đó. Nãy có ai hát bài Dược Sư á, Diệu Bảo hay là Bảo Tố gì không biết, tôi giật mình luôn. Tôi đang mơ mơ màng màng, qua một cơn bão tôi tỉnh dậy luôn. Xin thưa các vị, đó thì tất cả những là Phật Pháp gì đó, ở đây tôi muốn nói với các vị, ở đây chúng ta là người Phật tử phải biết điều này rất rõ ràng. Đôi khi chúng ta thờ Phật cộng với thờ cha mẹ, chúng ta phải phân bố một cái bàn Phật thế nào cho hợp lý. Có những người vì tín ngưỡng nhân gian, bên cạnh thờ Phật còn thờ mẹ sanh, mẹ độ, ông thần tài, ông độ mạng gì đó, nhiều cái tín ngưỡng mà chúng ta đã có từ rất lâu. Như vậy khi vấn đề thờ Phật, cái vấn đề đúng và hợp hay không, nó nằm ở chỗ nào? Nếu về vấn đề căn bản của một người Phật tử tu hành theo Phật Pháp, điều cốt yếu nhất chỉ thờ một tượng Bổn Sư Thích Ca
là đã đủ. Sau đó vì vấn đề các pháp môn khác có mặt, cho nên có Di Đà, có Quan Âm, có Dược Sư, thì một trong những vị Phật này, vị Phật nào chúng ta cảm thấy kính ngưỡng nhất, chúng ta cứ thờ, cho dù một vị thôi, không cần thờ nhiều ha. Ví dụ bây giờ chúng ta có lòng rất là mến mộ tượng Phật Bổn Sư, vì tượng Bổn Sư đẹp hay là gì đó, hay là con đường chúng ta tu theo Phật Pháp mà chúng ta thấy chỉ Bổn Sư thôi, các vị cứ thờ một tượng Bổn Sư. Nhưng mà nếu các vị thấy trên cuộc đời mình đã từng đau khổ, niệm Quan Âm, cầu cứu Quan Âm được qua khỏi tai nạn, mình rất ngưỡng mộ và mình muốn một lần trong cuộc đời mình thờ cúng để tỏ lòng kính trọng và nhớ ơn những bậc Bồ Tát đã ra tay giúp mình, mình cứ thờ một tượng Quan Âm mà tu hành cũng đã đủ rồi. Hay là những người chuyên tâm niệm Phật A-di-đà, nguyện cầu giảng sanh, và chúng ta thấy rằng biểu tượng Đức Phật A-di-đà đã đủ, thì chỉ thờ tượng Phật A-di-đà đã đủ rồi. Vân vân, các vị Phật khác đều như thế. Không cần thiết chúng ta phải thờ quá nhiều Đức Phật trên một cái bàn thờ của chúng ta. Thờ nhiều thì không có lỗi, nhưng mà không đẹp. Khi chúng ta thờ quá nhiều, chúng ta nhìn thấy rất rậm đám trên bàn thờ của mình. Phật nào nhìn vô thấy cũng có hết. Chúng ta có quan niệm là thờ Phật này bỏ Phật kia, Phật kia ganh tị cũng ghét mình hay sao á. Mình nghĩ vậy. Thành ra các vị phải thờ cho đủ các cái vị Phật để các vị cảm thấy yên tâm. Như vậy thì nó không có sai, nhưng mà nó không được thẩm mỹ. Nếu trên bàn Phật chúng ta chỉ thờ, ví dụ thờ một Đức Bổn Sư, hay là thờ tượng Di Đà Quan Âm Thế Chí gọi là Tam Thánh, hay là có thể những người thờ Tam Thế Phật là Di Lặc, Di Đà và Đức Thích Ca, thì cũng là gọi là Tam Thế Phật, thì cũng được. Nhưng mà đừng có cái gì cũng thờ đầy ở trên đó cả. Hay là có những người thờ theo các cái chùa truyền thống xưa kia, thì chính giữa là tượng Bổn Sư, một bên là Bồ Tát Quan Thế Âm, một bên là Bồ Tát Địa Tạng, thì cũng được. Nhưng mà phải cho cân xứng đúng cái bộ của đàng hoàng. Thờ Phật ngoài việc định hướng cho chúng ta về vấn đề tu hành, còn là vấn đề thẩm mỹ của chúng ta nữa. Cho nên thờ bất cứ một vị Phật nào thì cứ thờ, các vị đừng nghĩ thờ Phật này rồi thiếu rồi Phật kia. Ví dụ như các vị thờ một Đức Bổn Sư, các vị có quyền cầu giảng sanh cực lạc, các vị cũng có quyền cầu an, các vị cũng có quyền cầu siêu, các vị cũng có quyền cầu bệnh, cho dù một Đức Phật Thích Ca. Các vị thờ một tượng Di Đà thì các vị cũng có quyền cầu an, cũng có quyền cầu siêu, cũng có quyền cầu bệnh, cũng có quyền cầu tai qua nạn khổ gì đó, cho dù một Đức Phật Di Đà. Các vị thờ một tượng Quan Âm thì các vị cũng có quyền cầu siêu, cũng có quyền cầu an, cũng có quyền cầu bệnh, cũng có quyền bày tỏ tất cả những ước mơ với Đức Phật. Bởi vì không có một Đức Phật nào mà không đủ thập hiệu cả. Phật nào cũng đầy đủ thập hiệu cả. Và tất cả các Đức Phật đều có công hạnh như nhau. Cho nên kính ngưỡng Đức Phật nào, cứ việc thờ trọn vẹn Đức Phật đó. Mà làm sao bàn Phật phải được cân đối trang nghiêm và sạch sẽ. Điều quan trọng nhất là vị trí đặt bàn Phật trong gia đình chúng ta. Đặt thế nào để cảm thấy đó là trung tâm của một gia đình. Nhưng mà nếu trung tâm bất tiện rồi thì chúng ta có thể đặt một vị trí nào mà chúng ta cảm thấy là nó cũng tương đối tốt. Ví dụ bây giờ nhà chúng ta là nhà lầu 4 tầng, chúng ta thờ Phật ở trên tầng thứ 4 thì cao quá, những người cao tuổi đi lên trên đó tu học không có nổi. Đi lên trên đó là đã thở rồi, tới giờ tụng xong xuống hả họng luôn. Tôi chưa già nè mà các vị, tôi đi hết cái cầu thang này lên tới đây, niệm Phật tôi đã khó niệm mà. Tôi không biết làm sao mà cái cầu thang này bước lên như vậy đó, mà lên tới đây là tôi phải hít thở rất nhiều hơi rồi tôi mới có thể là ổn định được. Chứ còn bằng không là tim nó cứ đập. Còn nhỏ mà đã yếu tim rồi đó. Cho nên giờ phải chuẩn bị cho nó xa chút xíu. Thành ra bây giờ các vị thấy có những khi rất là bất tiện. Cho nên có những người vậy, tại nghĩ ở trên là phòng của ai đó, ở trên nữa là nơi sinh hoạt gì đó, trên nữa đó, thì chúng ta thờ Phật dưới này chúng ta thấy giống như bất kính. Không có chuyện đó. Khi chúng ta thuộc về nhà cao tầng thì tầng nào tính theo tầng đó, chứ không thể tính như thế được. Ví dụ bây giờ các vị ở một chung cư, các vị có biết ở trên đầu các vị họ làm gì chả không? Hả? Thì ở nếu mà như vậy thì nó ở chung cư, tôi không biết làm gì chả, vậy tôi đâu dám thờ Phật. Vậy thì làm sao các vị dám tu, dám thờ Phật, dám tụng kinh? Vậy là người ở chung cư không thể nào tu được. Chỉ có người ở tuốt trên đỉnh chung cư mới tu được. Có phải không? Cho nên ở đây, khi sống chung cư hay là nhà lầu, thì nhà tầng nào tính theo tầng đó.
miễn tầng đó được sạch sẽ trang nghiêm ngay vị trí đó là các vị cứ dùng. Nhưng chỉ điều đặc biệt, có những nhà thiết kế cái vấn đề gì không biết, nhưng mà nhà vệ sinh ngay trung tâm của một cái căn lầu. Nếu gia đình mình biết rất rõ trên đó là nhà vệ sinh của chính gia đình mình thì tuyệt đối không thờ bàn Phật phía dưới. Còn ngoài ra tất cả các sinh hoạt bình thường khác thì không có cần thiết phải để tâm. Nhưng nếu biết rõ là chính gia đình mình, còn nếu chung cư thì cái vấn đề đó không có biết, ở trên lầu nó là cái gì mình không biết, cái vấn đề vô tâm, không có vấn đề là phạm hay gì cả. Còn nếu chính gia đình của chúng ta thì chúng ta phải biết ở trên đó là cái gì. Nếu thật sự đúng nghĩa như một cái nhà vệ sinh thì tuyệt đối phải né cái bàn Phật qua chỗ khác. Trường hợp này có một người đã hỏi tôi rồi, họ lại bắt bàn Phật ngay đó, nhưng mà lòng họ mặc cảm tội lỗi. Cho nên tôi nghĩ rằng trong gia đình mình biết rất rõ thì mình phải né. Có thể không chính diện vì cái vấn đề thiết kế như vậy thì mình có thể bắt qua một bên. Cái vấn đề này là đương nhiên là các vị phải như thế. Còn ở chung cư thì ở đâu tiện chúng ta cứ dùng trong cái căn phòng chung cư của chúng ta. Chúng ta nên nhớ là như vậy, không bị trở ngại về vấn đề này. Trở ngại là do lòng ta, còn Phật Pháp liền như viên kim cương, không có bận lòng, không có dính mãi mai bất cứ một mãi trần nào cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thờ Phật, bên cạnh đó chúng ta thờ Phật rất là nhiều những tín ngưỡng. Có khi chúng ta thờ Phật chính giữa, thờ ông độ mạng, bà độ mạng hai bên, thì cái này cũng có thể chấp nhận nếu chúng ta chưa có trọn vẹn niềm tin vào Tam Bảo. Chúng ta còn tín ngưỡng dân gian thì bên cạnh đó có những người thờ ông độ mạng, bà độ mạng. Cái đó chúng tôi không cho nó là một cái gì sai, nhưng mà để gọi là đúng thì nó cũng không ăn đúng. Đó chỉ là tín ngưỡng của chúng ta mà thôi. Chứ thật ra đúng nghĩa độ mạng chúng ta không phải là do có ông đó hay là bà đó mới độ được. Tất cả mạng của chúng ta tùy nghiệp và phước báo. Cho nên nếu chúng ta là người quy Tam Bảo, thờ Phật là đủ rồi, không cần thờ từng tín ngưỡng mà chúng ta cảm thấy không an tâm, thì cứ thờ ông độ mạng, bà độ mạng, nhưng phải thờ dưới Phật một chút. Cho dù chung một bàn thì phải để như thế nào, kê Phật lên cao lên một chút, tượng đó ở bên cạnh thấp lên một chút. Nếu không có thờ riêng được thì như vậy. Hai nữa, nếu trong bàn thờ có vấn đề là thờ ông bà tổ tiên thì trên là bàn Phật, dưới là bàn thờ ông bà tổ tiên, thì cái đó cũng hợp. Nhưng thờ Phật, cho dù chúng ta thờ 10 ông Phật cũng chỉ một bát nhang mà thôi, không nhất thiết là mỗi ông bát ha. Cái này là tôi nói là những các vị nhé, có những người thờ Phật vui thiệt, ông bát vậy nè. Các vị này cứ nghĩ rằng nếu mà thờ ông Phật này cắm nhang, Phật này hưởng, còn các Phật khác không hưởng, ông buồn ha. Cho nên là cứ để ông bát thờ 10 ông Phật là 10 bát nhang như thế, thì cái này chúng ta quá tưởng tượng và quá máy móc về vấn đề thờ Phật của chúng ta ha. Điều tiếp theo nữa là vấn đề là khi tượng Phật cũ, chúng ta thỉnh một tượng Phật mới về, thì tượng Phật cũ là tượng Phật cốt, hay có thể tượng Phật cũ là tượng Phật giấy, cũng có thể tượng Phật cũ là tượng Phật mà được vẽ trong kiến. Thì nếu tượng Phật vẽ trong kiến mà các vị muốn bỏ hay là không có chỗ nào để chưng dùng, thì các vị phải cạo hết lớp sơn của nó ra để trở thành một miếng kiến bình thường. Rồi các vị đem nước sơn đó, các vị rải dòng sông hay là bỏ chậu kiển hay là bỏ một cái nơi nào đó, tức là tất cả nước sơn đó phải được phân hủy ra một nơi bình thường. Đó. Hai là nếu tượng Phật bằng giấy mà đã cũ, chúng ta muốn thay một tượng Phật mới, chúng ta có quyền đốt tượng Phật này bằng một cách là: hôm nay con đã thỉnh kim thân của Phật mới về con thờ, tượng Phật cũ này con xin được hủy để con thờ tượng Phật mới gì đó. Thì nguyện giấy xong, các vị có quyền đốt và rải cho theo dòng sông, hay là bỏ một chậu kiển nào tinh sạch ha. Chuyện đó rất là bình thường. Thậm chí những tờ lịch của chúng ta thờ Phật, năm nào cũng tặng lịch, thì chúng ta đôi khi không biết xử lý làm sao, chúng ta cũng vẫn có cái gạch cũ, chúng ta có quyền đốt như thế. Còn hai nữa, nếu tượng Phật chúng ta cũ nhưng mà đó là một cái tượng đẹp, đẹp ở chỗ là nó có thể là trị giá bằng đồng, hay là đẹp ở chỗ là nó có một cái tính cách kỷ niệm nào đó, thì có thể chúng ta không để ở nơi cái bàn chúng ta thờ cúng, mà chúng ta để ở một cái bàn thư ký, một bàn học, chúng ta cũng có thể để ở một nơi tủ trưng bày. Lúc đó tượng Phật không còn là tượng để chúng ta thờ, để tụng kinh nữa, mà tượng Phật lúc đó trở thành trang trí thẩm mỹ cho căn phòng của một gia đình, hoàn toàn không sai gì cả ha. Thay vì chúng ta treo một cái hình nào đó thì chúng ta lại treo một hình ảnh Phật. Thay vì chúng ta để một con cúp bế hay là một cái hình ảnh nào trong tủ kiến thì chúng ta lại để tượng Phật ở trong tủ kiến đó. Lúc đó tượng Phật đó trở thành trang trí thẩm mỹ.
À, cho nên ở đây không nhất thiết tượng Phật là phải có bát nhang, phải thờ, phải lại, phải cúng. À, các vị nhớ như vậy. Tượng Phật là tượng Phật, còn ở đâu thờ cúng là thờ cúng, ở đâu trang trí thẩm mỹ là thẩm mỹ. Còn một vấn đề đặc biệt là nếu các vị là những người gì có tuổi, các vị có những người nghĩ là trong phòng đây là phòng riêng của mình, thì mình thờ Phật như thế có tội hay không? Thì một số người có cái tính cách là trình bày cấm đoán về việc này. Bản thân tôi thì tôi không quá quan trọng. Nếu gia đình chúng ta không có một căn phòng riêng mà nó chỉ là như thế thì chúng ta thờ Phật ở đâu? Nó chỉ là một cái gian phòng chúng ta ở như vậy, thì mọi sinh hoạt đều chung trong một cái gian phòng như thế thì chúng ta phải thờ Phật đâu? Bởi vì chúng ta đâu có ngăn cách gì đâu. Vì vậy ở đây chúng ta không quá khắt khe. Nếu có những người nào có tuổi tác, đời sống chúng ta không còn dính líu đến những chuyện trần thế nữa, thì chúng ta cũng có thể thờ Phật tại phòng mình để dễ tu học và lễ lại tại trong căn phòng của mình. Điều đó hoàn toàn không có gì để gọi là không hợp lý cả. Tức là các vị có tuổi rồi, các vị có một đời sống tương đối là độc lập rồi, thì các vị rất không tiện để đi lên lầu hay là đi vô đi ra, thì các vị có quyền thờ một Đức Phật tại căn phòng của mình để ngồi thiền tụng kinh bái sám hay là lễ lại tại đó hoàn toàn thích hợp ha. Các vị nên nhớ là như vậy. Còn hai nữa, sau này chúng ta có thiết lập bàn Phật để thờ thì cao không quá đầu, nên nhớ là như vậy. Ở một mức độ là bàn Phật phải đủ cái tầm tay để cắm nhang và dọn dẹp, đừng thờ cao như ngày xưa. Tôi nói thật với các vị á, quê hương tôi, chính mẹ tôi cũng vậy. Ngày xưa thờ một bàn Phật nó thiệt phải leo cây thang lên đó mà cắm cái nhang à, vô cùng nguy hiểm cho những người có tuổi tác. Cho nên sau này khi chúng ta thờ Phật, không phải là cao như vậy mới tốt hay là không, vô cùng bất tiện cho việc vệ sinh và cúng kiến của các vị. Cho nên các vị phải thờ một bàn Phật ở một mức độ là tay chúng ta có thể dễ dàng giới tới để mà có thể là cắm nhang hay là quét dọn hay là cúng kính hay là cái gì đó dễ dàng. Đừng có leo một cái thang mà tuốt vuốt ở trên chảnh mà cắm một cây nhang tại Phật như vậy. Chúng ta nghĩ như vậy rất là nguy hiểm, và có những người bị sảy chân té bằng cái cách này, vô tình thờ Phật mà đem đến cho chúng ta những tai nạn đáng tiếc. Cho nên các vị phải thờ Phật ở một mức độ là vừa tầm thôi. Còn có một mức độ là nếu mà cao hơn một chút do lý do gì đó thì phải đóng một cái ghế ở một mức độ là có bề mặt phải rộng. Cái ghế này không thể lắc té được á, các vị là nhớ là như vậy. Có cô đó cô quét bàn Phật, cô đó là đệ tử tôi nè. Quét mà các vị biết là cái ghế văn phòng là cái ghế có bốn cái bánh xe ở dưới đó, các vị biết không? À. Quét mà nên đứng trên cái ghế đó đó, các vị chịu đời nổi không? Nó chạy cái quất cái gãy xương sống này nè. À. Sao mà ẩu vậy? À. Cho nên ví dụ bất đắc dĩ cái bàn Phật thiết lập hơi cao chút thì chúng ta đóng cái ghế phải có cái khoảng cách của các chân phải tương đối rộng. Để chúng ta đứng lên đó, chúng ta có chồm, chúng ta có làm gì, cái ghế này không lắc và chúng ta không bị lật, thì ở một mức độ thấp thấp vậy thôi. Nhớ là thờ Phật như vậy, không nhất thiết phải thờ chót vót trên cao. Các vị nên nhớ, cho chúng ta tiện bề như vậy. Các vị phải có cái hình dung về vấn đề thờ cúng Phật như thế cho tốt. Hai nữa, đừng nên để bàn Phật dơ. Hay là có những người cắm nhang để cái chân nhang mà ngập cái bình như thế này. Tôi hỏi sao mà để chân nhang dữ vậy? Nói thầy cuối năm mới dám đem đốt, chứ bình thường ta nói đốt nó xui à. Sao mà lạ kỳ á. Và ở chùa ngày nào cũng nhổ chân nhang hết là vậy, ngày nào cũng xui à. Cho nên ở đây không có quan niệm như vậy. Chúng ta phải thường vệ sinh bàn Phật, vệ sinh sạch sẽ chân nhang. Ví dụ tôi nói thế này, bông khô héo thì phải đem đổ, không nên để quá để bốc mùi bất tịnh. Chân nhang thì phải quét dọn sạch sẽ đường hoàng, ly nước cúng xong rồi phải đem đi rửa. Chứ đừng để khi cúng cho đến cúng lần sau là cái trà nó khô gan, nó đóng một lớp ở dưới trơn rồi à, là không nên. Không để cúng như vậy, thà chúng ta không cúng gì hết, còn cúng thì sau đó rồi chúng ta phải đem cái ly trà xuống. Hoa chân rồi khô héo thì phải đem liệng có nơi có chỗ và xúc bình đàng hoàng. Có những người chúng ta thấy rằng cúng hoa tươi về hoài bất tiện thì chúng ta có thể chúng ta cúng hoa mũ. Nhưng mà nên nhớ, hoa mũ không được quyền cúng mà để gọi là trang trí mà thôi.
Thay vì để một bình bông không thì chúng ta để một bình bông mủ, nhưng mà chúng ta không có quan niệm là để cúng Phật, mà chúng ta trang trí cho đẹp bằng Phật mà thôi. Tức là dĩa trái cây mủ hay là bông mủ, ở đây thay vì để không thì mình để đồ mủ cho nó trang trí, cho nó xinh hơn, để có màu sắc trên bàn Phật của chúng ta. Cái này hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà các vị nói là đem cái này để cúng Phật thì cái này nguy hiểm vô cùng, cái đó giả dối à, lừa gạt thần thánh như thế là không có nên à. Cho nên làm cái gì ra cái đó à, cái này trang trí là nói trang trí, cái này chú thiệt thì con cúng, mà chú giả là con trang trí à, ví dụ vậy. Chúng ta rất rõ là như vậy ừ. Cho nên là cái cách mà trưng bày xử lý những hình ảnh Phật các vị phải nắm rất kỹ. Có những điều đơn giản như vậy mà có người lúng túng à, không biết phải thờ sao, không biết phải xử trí làm sao, không biết thế này thế kia, thì những người Phật tử vậy thì rất là đáng tiếc cho chúng ta. Còn việc lại Phật thì chúng ta lại bao nhiêu tùy các vị. Căn bản người ta lại ba lại để tượng trưng cho, còn lại Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Ba lại là tượng trưng cho Tam bảo, vậy thôi. Còn nếu để gọi là hành trì bằng cách sám hối, hay lại Phật để tạo công đức thì càng nhiều càng tốt, đó là một cái cách khác rồi. Nhưng điều duy nhất lại trán phải đụng đất, đây là diện đương nhiên. Nếu chúng ta không có cái sức khỏe hoặc là cơ thể chúng ta có vấn đề, chúng ta không thể cúi lại được, thì chúng ta chỉ chắp tay xá bằng sự thành tâm vẫn được trong một vài hoàn cảnh ha. Còn cái chuyện chúng ta lại được mà nếu đã thể hiện lại thì phải lại đầu, tay và đầu gối phải sát đất. Có những người lại cái đầu thì đụng đất mà tay vậy nè ha. Còn có những người ta chổi cái đầu cái gạt gạt vậy nè, đó gọi là ngã mạng lễ, hay là lễ sai với cái nguyên tắc. Cho nên đây để gọi là mai này đó, tôi để có kiếm một vài hình tôi minh họa cho các vị, chứ giờ tôi ngồi đây mà tôi minh họa nguy hiểm lắm mà. Thành ra ở đây có những cái rất cơ bản mà Phật tử cần phải để ý trong những cái việc này, để làm sao cái cách thờ Phật chúng ta được đẹp trang nghiêm. Ngoài chuyện tu học nó còn cái đó nữa, thì đó là một cái vấn đề để là thờ Phật, tôi nói đến đó thôi. Cái vấn đề thứ ba nữa là Phật tử cư sĩ với vấn đề tụng kinh trì chú. Xin thưa các vị, tụng kinh trì chú thì thường khi chúng ta bị mắc phải. Có người nói là ở nhà tụng kinh Pháp Hoa không có được, tụng kinh Pháp Hoa đó gọi nó đổ nghiệp, có không? Còn có người nói là tụng kinh Pháp Hoa thì phải ăn chay trường, không ăn chay trường thì tụng kinh Pháp Hoa bị tội à. Rồi thêm một cái vấn đề nữa là kinh Lăng Nghiêm. Có những người nói gia đình mày có chồng có vợ không được tụng kinh Lăng Nghiêm nghe. Cái kinh này là kinh cắt ái ly gia, mày tụng kinh này là hai vợ chồng của mày là chia lìa đó à. Đúng không? Thì tôi nghe rất là nhiều những quan niệm này. Cho nên có người hỏi thầy, ở nhà con tụng kinh Lăng Nghiêm không được hả? Tôi hỏi sao không được. Nó là tại vì con còn có gia đình, tụng là gia đình sẽ đổ vỡ. Hỏi sao đổ vỡ? Người ta nói là kinh này là kinh ngày xưa đó, là tụng để mà cắt ái ly gia đó à. Nếu mà nói như vậy thì có những ông thầy ở chùa ngày nào không tụng Lăng Nghiêm mà mấy ông vẫn hoàng tục thì sao à. Cái chuyện đó chuyện bình thường. Cho nên ở đây không có quan niệm như vậy. Tụng kinh mà phải có cái chí tu học, phải hiểu đúng pháp đàng hoàng. Kinh nào của Phật dạy cũng tốt cả, muốn tụng ở chùa cũng tốt, tụng ở nhà cũng tốt. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, khó ai tụng tất cả các kinh ở chùa cho trọn vẹn được lắm. Chỉ có ở nhà mới hành trì trọn vẹn mà thôi. Vì vậy không có những quan niệm lệch lạc như vậy. Nhưng tôi muốn một điều, tụng kinh ngoài cái việc để tìm ra công đức, tức là tụng kinh hành trì để kiếm phước báo cho tự thân, thì còn phải một mục đích nữa là phải hiểu Đức Phật dạy cái gì ở trong đó. Cho nên cổ đức mới dạy là kháng kinh giả minh Phật chi lý là ở chỗ này. Nhờ tụng kinh để hiểu được cái ý nghĩa, mục đích của Đức Phật dạy trong đó. Vì vậy các vị tụng kinh nào cũng được, kinh Pháp Hoa cũng được, Niết Bàn cũng được, kinh Lăng Nghiêm cũng được, Phổ Môn cũng được, Di Đà cũng được, Địa Tạng cũng được. Nhưng mà quan trọng các kinh này phải được dịch ra thành Việt văn. Phải được dịch thành Việt văn. Đọc tới đâu là phải hiểu tới đó. Đừng ôm cuốn kinh Nhược Tụng của quá khứ bây giờ để hành trì nữa. Cái cuốn kinh này ngày xưa của Văn Hán, chúng ta thời đó chưa phổ biến về tiếng Việt, cho nên là chúng ta giữ như một cái bản hành trì. Sau này tiện nhất các vị nên tìm những bản kinh tụng hàng ngày. Ví dụ hồi nãy các vị tụng cái kinh gì hồi nãy đó, sám hối, nó nằm trong cái kinh là tôi để là kinh tụng hàng ngày.
Sự thật kinh tụng hàng ngày là kinh nhật tụng đó. Nhật tụng dịch ra là tụng hàng ngày, chứ không có gì cả. Cho nên nếu chúng ta tụng một bản kinh nhật tụng, chúng ta không hiểu Phật dạy gì ở trong đó cả. Vì vậy người Phật tử nên tìm những bản kinh đã được dịch ra rồi tụng để hiểu. Có rất nhiều bậc hòa thượng đã dịch ra nhiều bản kinh rất hay. Ngoài hành trì để tạo phước báo, còn phải hiểu Đức Phật dạy điều gì. Cho nên kinh không có nói là kinh này, cái này, kinh kia, cái kia, mà các vị hành trì được kinh nào cũng tốt. Ăn mặn là nhân quả ăn mặn, mà tụng kinh là phước báo tụng kinh. Hai việc này không ăn nhập gì với nhau cả. Ăn chay được thì tốt, không ăn chay được tụng kinh cũng tốt. Bây giờ một người ăn mặn mà không tụng kinh với một người ăn mặn mà tụng kinh thì người nào tốt? Hả? Rồi vậy vô tình gặp một người tà kiến đó, bà ăn mặn bảo không được tụng kinh, nhưng bà tụng tội chết đó ngàn cái bỏ luôn, cái trở nên xấu với ông ta. Thành ra ở đây không có một quan niệm lệch lạc như vậy. Ăn chay được là tốt, không ăn chay được ăn mặn cũng là chuyện bình thường. Ăn mặn thì nhân quả của ăn mặn, tụng kinh là phước báo của tụng kinh. Không đặt cái vấn đề này vấn đề khác như vậy. Cho nên về xem lại cái bài giảng thầy giảng là đổ nghiệp là gì, thầy đã phân tích với các vị rồi. Cho nên muốn tụng kinh gì là tụng à. Cái việc đó là quyền của chúng ta, mà kinh tụng cần nên hiểu thì hay hơn. Còn bên cạnh ngoài đó, việc tụng kinh có vấn đề trì chú. Trì chú thì không cần hiểu, cái việc đó là đương nhiên rồi. Chú Đại Bi các vị đọc các vị hiểu Đức Phật nói gì không? Hoàn toàn không hiểu. Chú lại là một cái điều khác. Chú là cái cách thức chúng ta tụng để tạo nên năng lực tâm linh, tức là cái cách để giúp chúng ta nhiếp tâm, để tỏa ra năng lực tâm linh của chính mình. Người nào trì chú nhiều, người đó có bản lĩnh lớn. Nhất là những ai yếu bóng vía, những ai nhát nhúa, những ai hay liệu, các vị mà thành tâm trì chú thời gian, các cái này nó mất đi. Tại vì con người chúng ta đó, nó dễ bị giật mình, nó dễ bị này kia đó, là do chúng ta không có tập trung tư tưởng, chúng ta không có chánh niệm. Thần kinh chúng ta có cảm giác rất là nhạy bén với những cái bên ngoài. Có nghĩa là chúng ta sống hướng ngoại quá nhiều. Vì vậy những cái dở hơi như vậy đó, nó làm cho chúng ta dễ giật mình, hồi hộp, lo sợ. Cho nên những cái cảm giác này mà một người biết trì chú á, mà trì một cách thành tâm á, các vị sẽ chỉ dứt điểm cái này. Sợ ma rồi đó. Khi người trì chú lâu rồi không có cảm giác sợ ma. Xin thưa thật với các vị, ma cũng không có đâu mà sợ. Trên cuộc đời này tôi chắc chắn á, là thế giới của chúng sinh, thế giới của ma là có. Nhưng mà ma là ma, mà mình là mình. Không ma nào hại được mình cả. Chỉ có ma tâm của mình hại được mình mà thôi. Đây là điều đương nhiên như vậy. Các vị là người Phật tử không được quan đường. Có những người ngủ mình sợ ma à, sợ quá trời ngủ không được, cái mòn mỏi cái ngủ quên. Rồi lúc đó làm sao, nếu có thật ma nó lôi mình đi mất tiêu rồi, còn đâu mà nằm đó à. Vậy mà giật mình thức dậy sợ tiếp hả? Nó ngộ vậy đó. Vậy lúc ngủ quên sao không sợ? Mà thật sự sợ, có ma giống như mình sợ, thì lúc mình ngủ quên nó đã lôi mình đi mất tiêu rồi, hoặc nó đã bóp cổ mình chết rồi, tại sao không bóp cổ chết đi ha? Thành ra các vị đừng quan tưởng như vậy ha. Ma là thế giới của ma, nghiệp của ma, còn bản thân mình là nghiệp của mình. Quan trọng nhất đừng có những suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà khi các vị có tu tập, các vị biết trì chú, các vị tụng kinh, các vị có chánh niệm, các vị tập làm công đức, tự nhiên đầu óc các vị vững vàng và mạnh mẽ lên. Đó là điều đương nhiên như vậy. Cho nên khi tụng kinh là như vậy, cần giúp cho chúng ta hiểu kinh và cần nhiếp tâm trong lời kinh. Càng khắc phục được vọng tưởng nhiều chừng nào là tốt chừng đó. Cái giá trị của nó ở chỗ là tập cho chúng ta kết khối của chánh niệm lại. Đầu óc chúng ta trở thành cái khối lại vững vàng và chánh niệm. Cho nên khi tụng kinh chúng ta nên nhớ những cái điều này à. Thành ra trì chú hay là tụng kinh, chú chúng ta chọn bất cứ chú nào cũng được. Chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, hay là chú Chứng Đề, hay là chú Tiêu Tai gì đó. Các vị thích cái nào thì dùng cái đó. Riêng bản thân tôi có một cái duyên với chú Đại Bi. Cái duyên này là do quá trình tôi tu hành cũng qua nhiều cái công đoạn mà tôi đã nói với các vị rồi đó. Cuối cùng dừng lại với cái chú Đại Bi. Tôi đã nói trong cái bài giảng là thần thông trong đạo Phật. Tôi nói trì chú không đem đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà trong cuộc đời có nhiều ma chướng, có nhiều cái vấn đề thử thách gian nan trong cuộc đời, thì chính thần chú giúp chúng ta có đủ năng lực để chuyển hóa và vượt qua những thử thách và khổ nạn hơn. Nó làm cho con người chúng ta tự nhiên mạnh mẽ lên.
Cái đó là do năng lực tự thân của thần chú mà tôi không biết giải thích làm sao. Từ một con người yếu đuối, bệnh tật và nhiều thử thách, các vị cứ thành tâm trì, tự nhiên có một cái gì đó làm cho các vị đổi khác một cái cách mà các vị không hiểu được, là giữa quá khứ và hôm nay con người của mình hoàn toàn khác nhau như thế. Các vị học tu giống như uống nước nóng lạnh tự biết. Khi các vị có thành tâm tu niệm thì nó là như vậy. Nhưng mà để gọi là trì chú để đem đến sự giở ngộ giải thoát thì tôi chưa khẳng định được điều này. Nhưng mà tôi cảm nhận một điều, thần chú giúp chúng ta có đầy đủ vấn đề là tiêu tai nghiệp chướng, có thể giải quyết hóa giải những cái quan kiên nào đó, một mức độ nào đó trong cái năng lực của chúng ta. Thì ở đây các vị cứ tu và học, miễn cái đó là chú của Phật Pháp. Nhưng cái cuốn mà Bạch Y Thần Chú thì tôi khuyên các vị đừng bao giờ đụng đến cái này nữa. Và đừng bao giờ ai tiếp tay để photo ba cái quyển này mà đem đến chùa, mà để gọi là photo để cúng dường hay là phổ biến. Tôi không tiếp nhận những cái cuốn như thế này đâu. Để gọi là Bạch Y Thần Chú, cái đó thật ra trong đó có một vài chú trong cái căn bản, nhưng mà lời dẫn nhập và những lời ở trong đó hoàn toàn là một lời mê tín. Những lời này nó giống như trong cái cuốn Hồi Dương Nhân Quả, những cái lời này nó giống như cái cuốn Cô Ba Cháu Gà Thở Quá Khứ vậy đó. Không nên dùng. Và tôi nghĩ các vị cũng không cần thiết là phải photo những cuốn này nữa, không có lợi ích gì cho các vị đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải chọn một chú nào, ví dụ các vị làm những cái bản Đại Bi Thần Chú đồ đó, thì cái đó vậy mà thấy nó có hiệu quả. Còn tất cả những chúng ta đừng có thấy ai viết những cái lời bịa ra tùm lum ở trong đó mơ màng, cái đó không phải là Phật Pháp bằng cách đó. Chúng ta vô tình không khéo để tạo ra cho con người người ta hiểu lầm mê tín thì mắc công nó phiền. Cho nên tôi muốn nói với các vị, trong vấn đề tụng kinh trì chú là phải biết rất rõ là như vậy. Cho nên hãy chọn ra một cái thần chú mà chúng ta thấy có duyên nhất. Các vị biết các vị có duyên với thần chú nào hay không thì các vị thử hành trì một tuần, các vị tự biết. Khi các vị có duyên với thần chú nào trong quá trình một tuần hành trì cho các vị câu trả lời liền. Còn các vị không có duyên, các vị hành trì một tháng các vị cũng vẫn thấy mình mơ mơ màng màng gì đó, cũng không có hiệu quả gì. Nó ngộ vậy đó. Cái đó để trắc nghiệm nhân duyên. Còn để gọi là có duyên rồi, qua một tuần hành trì chúng ta sẽ thấy được cái gì đó. Có thể là chúng ta cảm thấy mình tự nhiên an lạc hơn, tự nhiên con người mình hôm nay trầm tĩnh hơn, tự nhiên con người mình hôm nay có chánh niệm hơn, tự nhiên con người mình hôm nay tự nhiên cảm thấy mạnh mẽ hơn. Nó có một cái gì mà các vị không giải thích được thì các vị biết các vị có duyên với thần chú đó. Còn qua một tháng hành trì mà vẫn thấy chưa có cái gì thay đổi, con người chúng ta vẫn trầm trệ như thế, thì cái duyên chúng ta với cái phương pháp đó dường như chưa có. Cái đó là các vị tự trắc nghiệm lấy. Những gì tôi có được kinh nghiệm thì tôi trình bày với các vị, các vị tự dựa theo đó mà làm. Hoặc các vị có một kinh nghiệm nào tốt hơn tôi thì các vị tự tìm lấy. Không nhất thiết rằng cái việc tôi trình bày là nó đúng như vậy. Cái đó chẳng qua cái duyên tôi thì tôi thấy như vậy, tôi nói các vị nghe. Còn đôi khi cái duyên của các vị như thế nào, đôi khi tôi không có biết. Nó là như vậy. Cho nên đó là tôi dừng lại cái chỗ là Phật tử và vấn đề tụng kinh niệm Phật hay là trì chú. Còn niệm Phật thì cứ thoải mái. Nếu các vị là người tu tịnh độ thì các vị niệm Phật nào hay là hành trì bất cứ một pháp môn nào hay tụng bất cứ một thời kinh nào, quan trọng nhất cái hồi hướng của các vị cho cái gì. Cho dù các vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, các vị vẫn hồi hướng và để trở thành cái nhân giảng sanh được. Các vị đi từ thiện, các vị vẫn trở thành nhân giảng sanh được. Các vị tụng kinh Pháp Hoa vẫn trở thành nhân tố giảng sanh được. Quan trọng hồi hướng công đức này cho mục đích gì. Các vị về nghe lại bài niệm Phật những điều cần biết, thầy đã chia sẻ nhiều rồi, những gì không cần thiết thầy không lặp lại với các vị. Chúng ta tiếp qua một lĩnh vực nữa, đó là Phật tử tại gia với vấn đề ma chay. Ma chay là điều trong cuộc đời chúng ta ít gặp. Thỉnh thoảng trong cuộc đời chúng ta chỉ tiễn đưa cha mẹ và người thân một đôi lần trong cuộc đời là cùng. Rồi cuối cùng là đến ai? Đến mình. Đôi khi tiễn ông bà người ta tui. Tức là có nghĩa là ít khi nào chúng ta gặp trường hợp này. Tôi muốn nói là cái đó. Nhưng chúng ta cũng cần phải biết, có thể không phải gia đình ta, nhưng mà có thể ông bà cha mẹ của một người hàng xóm, một người bà con, một người nào đó, hay là một Phật tử trong vùng miền của chúng ta. Thì các vị phải biết một cái cơ bản nhất trong vấn đề để gọi là hộ niệm trong lúc hấp hối và sau khi người này qua đời để thực hiện ma chay. Mà theo tinh thần của Phật dạy, tôi tóm tắt thôi,
tôi không có mở rộng một vấn đề. Xin thưa các vị, quan trọng nhất là người thân của các vị đã đến giai đoạn mà hấp hối, tức là các vị biết rằng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày nữa đây người thân sẽ qua đời. Điều duy nhất là người này tỉnh hay mê cái đã. Nếu tỉnh thì chúng ta hộ niệm theo tỉnh, mà mê thì chúng ta hộ niệm theo mê. Nếu tỉnh thì chúng ta cần một vài lời để động viên, nhận thức được vô thường, tử sinh, khổ đau, bệnh khổ gì đó, để giúp người này phải làm chủ, nhận thức ra rất rõ về chân lý thật của cuộc đời, như một chân lý khổ đế. Để rồi người này tự giác ngộ là bệnh khổ, hay là già khổ, hay là cái gì đó khổ, và tự thân con người này quán chiếu được điều đó, để mà xa lìa cái cố chấp về những cái hiện tượng này. Người đó tự tách rời cái cơn đau, tự tách rời cái sự lo lắng. Cái biết đau, cái lo lắng, chưa bao giờ đau, chưa bao giờ lo lắng. Nên nhớ là như vậy. Nếu quán chiếu được tới nơi tới chốn, các vị có thể tách giữa cơn đau và cái biết đau ra làm hai. Và lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận rằng chúng ta có khả năng khống chế được cơn đau rất là tốt. Và lúc đó chúng ta sẽ đi vào trong chánh niệm rất là tốt. Nhưng nếu chúng ta chưa quán chiếu được điều này, thì giữa cơn đau và cái đau nó là một. Nó đau chúng ta đau, nó đau chúng ta đau. Chúng ta không tách được cái biết đau, chưa bao giờ bị cái đó đau. Thành ra chúng ta rất là khổ đau và mê loạn với cái này. Thậm chí chúng ta rất là vất vả. Nhưng nói là một lẽ, nhưng mà ứng dụng lại là một lẽ. Quan trọng nhất, nếu người này quán chiếu được điều đó, thì người này có thể bám vào câu niệm Phật, người này cũng có thể bám vào chánh niệm, do tùy cái phương pháp tu của người đó, là tu thiền, tu tịnh hay là tu mật. Đó. Nhưng căn bản nhất, người bám vào cái câu niệm Phật là tôi thấy đại đa số nhất. Người ta bám vào câu niệm Phật để sống chết với nó. Và người ta cảm thấy rằng khi người ta an trú tâm vào câu niệm Phật thì cái cảm giác đau nó sẽ nhẹ dần, nhẹ dần. Còn cái vấn đề sanh tử là chuyện đó đương nhiên, thì vấn đề tùy duyên. Bản thân chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên hộ niệm cho những người mà sắp lâm chung mà còn tỉnh táo, thì phải giúp cho người đó giác ngộ được điều đó là tốt nhất, để người đó hành trì một cách miên mật hơn. Còn hai là bây giờ người này đã bị mê rồi, người này mê rồi không còn tỉnh nữa, thì mình phải hộ niệm cách nào? Điều trước tiên là dùng này có ban hộ niệm hay không. Nếu dùng này có ban hộ niệm, nhờ ban hộ niệm hỗ trợ. Còn không có ban hộ niệm thì chính gia đình chúng ta là người đứng ra hộ niệm, vô cùng tốt. Cho dù các thành viên chia nhau ra mỗi một người hộ niệm một tiếng vẫn được. Còn tệ nhất là chúng ta không biết hộ niệm và không biết cách để hộ niệm thế nào, hoặc là do một lý do gì đó chúng ta không hộ niệm được, thì cái máy niệm Phật, bắt cái máy niệm Phật để gọi là quân tập hạt giống bất tư nghì, có nghĩa là cứ gieo vào một cách là tác động ép vào trong cái tai của người này như thế, rất có thể cái hạt giống này nó đi một cách rất thầm lặng, mang tính cách là vô tình quân tập, chứ không mang tính cách là chủ ý quân tập nữa. Thì cái này gọi là hộ niệm mà gọi là bất đắc dĩ. Khi người đó đã rơi vào trong hôn mê thì không còn cách khác, thì bằng cách trợ niệm là nhờ máy niệm Phật để tiếp độ người đó, hoặc là ban hộ niệm. Hộ niệm mang tính cách là tăng thượng duyên cho người đó lúc hôn mê. Dĩ nhiên hiệu quả này rất ít ha. Ai mà nói cái người này không có nhân tố giảng sanh, mà ai mà nói mà niệm Phật một hồi được giảng sanh đó, mấy người này là nói mê tín đó. Tôi dám cam đoan với tất cả các vị, nếu người này chưa bao giờ có đời sống tu học và không có nhân tố nhân duyên giảng sanh, mà các vị bu quanh, các vị hộ niệm một hồi, các vị nói là nhờ hộ niệm cho nên là người này vãng sanh, dựa vào gì đó, dựa vào mềm, dựa vào cứng gì đó, dựa vào nóng ấm gì đó, cái đó chưa phải là một vấn đề để kết luận ha. Xin thưa với các vị, hộ niệm mang tính cách trợ niệm chứ không phải là chánh nhân. Chánh nhân là bản thân người đó có tu hành hay không, chánh nhân là người đó có nhân tố để vãng sanh hay không, đây mới là vấn đề quan trọng. Còn nếu người đó không có nhân tố vãng sanh, các vị hộ niệm thì tăng thượng duyên đó cũng là một điều rất quan trọng, nhưng không thể làm cho con người đó chưa vãng sanh mà nhờ hộ niệm để vãng sanh được. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu các vị lấy cái này làm tông chỉ thì vô tình các vị trở thành một cách mê tín, và đôi khi các vị nói với người khác một cách hơi bừa bãi về vấn đề giáo pháp của Đức Phật. Nếu người này làm người kia giảng sanh được thì mắc gì trên cuộc đời này chúng ta tu làm chi vậy? Tu làm chi cho cực khổ, để chúng ta nhờ bao nhiêu người lại, rồi ta có lâm nàn hay là chúng ta sắp chết, chúng ta nhờ người ta đưa chúng ta về cực lạc,
chứ mắc chi tu cực khổ thiệt thòi, ăn chơi cho đã đi rồi tới gần chết là mượn người ta niệm Phật. Xin thưa các vị, đừng có tạo ra cho người khác hiểu một cách quan đường. Nhưng mà nói hộ niệm mà không có lợi ích là không đúng. Có lợi ích, tăng thượng duyên, hỗ trợ một phần trên con đường tái sinh. Nhưng mà điều quyết định giáng sanh hay không, không phải là cái nhân tố quyết định từ sự hộ niệm. Nếu người này có nhân tố giáng sanh mà quá trình khi sanh tử đến mà vấn đề người này tâm trạng yếu do một cái duyên nghiệp gì đó, thì niệm Phật này trở thành một cái sự trợ niệm vô cùng tốt để giúp người đó giảng sanh, là người này đã có nhân tố mà do thiếu chút duyên. Còn một người này không có nhân tố gì cả, cuộc đời thậm chí chưa quy y nữa, chưa biết tu tập nữa, mà gần chết chưa chắc gì giác ngộ nữa, mình cũng chưa bao giờ cảm thấy rằng người đó đồng tình và gật đầu với sự giác ngộ gì đó về con đường Phật Pháp nữa, mà hè hụi vô niệm Phật, thậm chí niệm cái thay chết như thế đó đó, rồi để lấy cái thay chết để trắc nghiệm giảng sanh. Các vị quá quan đường và các vị quá xem thường về con đường của Phật dạy. Nhưng ban hộ niệm rất cần thiết để giúp cho một người tiến trình tái sanh có thể có nhiều điều tốt đẹp đó, chứ không phải là không. Có thể thay đổi ít nhiều về vấn đề nhân quả nào đó, tức là mang tính cách là tác động cộng hưởng, chứ không phải là cái chính nhân của người đó. Nếu người này có nhân tố đọa địa ngục, tôi đố các vị về đó mà niệm Phật để người này có thể là giáng sanh được á. Không bao giờ có chuyện đó. Đừng có nói những cái tính cách vậy, làm hại giống như dụ người ta. Nhưng dầu thế nào đi chăng nữa, được hộ niệm và đã tích cực tu là một vấn đề tốt. Không tốt hơn thì không thể gọi là xấu hơn, nhưng không có thể giải thích một cách mơ màng như thế. Đó là vấn đề trợ niệm cho những người mà gọi là trước khi lâm chung hoặc là sau khi qua đời. Sau khi qua đời rồi, chúng ta có quyền hộ niệm từ 2 đến 8 tiếng tùy cái hoàn cảnh và nhân duyên gia đình. Thông thường gia đình chúng ta có tín ngưỡng Việt Nam là coi ngày giờ sau khi qua đời, tức là người thân chúng ta qua đời rồi chúng ta coi ngày giờ tẩn liệm, thì cái đó cũng không gọi là xấu tốt gì, được thì cũng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta có lòng tin vững chắc về Phật Pháp, có nghĩa là cái giờ sống chết là duyên nghiệp của người đó, người chết không ảnh hưởng gì đến vấn đề người sống, cho dù bất cứ lý do gì. Nếu chúng ta đã khẳng định được như vậy, thì sau 8 tiếng hộ niệm, các vị cứ là tắm rửa sạch sẽ cái thân thể của người qua đời đó, rồi các vị cứ khâm niệm một cách trang nghiêm và tụng kinh niệm Phật. Còn nếu chúng ta chưa có niềm tin vững chắc về Phật Pháp mà chúng ta còn lệ thuộc ngày giờ, thì cái đó cũng không xấu, thì chúng ta cứ coi. Nhưng mà đừng quá nặng nề về chuyện này, để dẫn đến nhiều cái quan niệm lệch lạc, trùng tan chết tuổi này tuổi kia gì đó, giờ này giờ xấu giờ tốt gì đó. Đừng quá nô lệ về chuyện này. Sống chết là duy nghiệp của con người, chứ không do những cái đó. Một vài trường hợp xảy ra là do tính cách, là nó có tính cách gọi là cái gì, gọi là trùng hợp ngẫu nhiên, không phải mang tính cách quyết định. Và cái ngẫu nhiên này người ta đã cho cái sai số, trên đất nước Việt Nam 80 triệu dân, người ta cho sai số khoảng 250 người trong 80 triệu trường hợp như thế, thì không lấy cái nhỏ đó cho nên sai số. Đây là các nhà khoa học người ta chiết tính theo cái vấn đề mà người ta quan niệm về trùng á. Các vị nhớ kỹ, một vài trường hợp khác tôi sẽ chia sẻ với các vị vấn đề này. Nhưng trên căn bản các vị đừng nô lệ những điều đó. Khi gia đình chúng ta có người thân qua đời, nếu ở xóm đó không có thầy, thì bản thân chúng ta là một Phật tử, là con, là cha, là mẹ, là người thân, đều đứng ra để tụng kinh niệm Phật hồi hướng hoàn toàn tốt, thậm chí tốt hơn rước thầy về nữa. Tại vì công đức này của chính người thân chúng ta làm cho người thân. Thành ra ở đây, nếu các vị tụng kinh niệm Phật và làm tốt được, các vị đứng ra làm. Ở đây chúng ta rước thầy là gì? Chúng ta không biết nghi lễ, cho nên buộc lòng chúng ta phải rước. Nhưng nếu chúng ta biết, chúng ta vẫn làm được, chứ không phải là có thầy mới là tốt. Nhưng nếu có thầy, phải là một vị thầy biết cách hộ niệm và tụng kinh đúng pháp đàng hoàng. Còn một vị thầy mà gọi là hình thức của một nhà tu, nhưng mà tụng kinh chưa chắc gì hơn một cư sĩ, thì cái đó cũng không có hiệu quả gì. Cho nên bản thân của chúng ta cần phải phân định vấn đề hộ niệm cho những người thân một cách rất rõ ràng. Cho nên những người thân chúng ta có thể niệm Phật, có thể tụng kinh để hồi hướng cho cái hương linh đều tốt đẹp cả. Vì đó là công đức của chính người thân mình, cho nên hiệu quả thậm chí còn rất cao. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi chỉ có một vài lời trong cái vấn đề để gọi là hộ niệm ma cha như vậy thôi. Thôi bây giờ tôi lướt qua cái vấn đề là
Phật tử tại gia và vấn đề oai nghi và giới hạnh. Ở đây oai nghi là đi đứng nằm ngồi khi về chùa tu học, đó là cách chúng ta đang điêu luyện về con người của mình đó. Nói năng thì nói năng theo Phật pháp, không dùng những lời mà gọi là hung dữ hay là thị phi. Đi đứng thì trầm tĩnh oai nghi, tại vì trong một phạm vi tu học, nếu cái khuôn viên chúng ta lớn, tôi sẽ cho các vị đi kinh hành để tập chúng ta có những bước đi chuẩn. Nhưng mà vì ở đây khuôn viên quá chật cho nên tòa không sắp xếp cho các vị đi kinh hành được. Cho nên ở đây cũng thiếu cái vấn đề để cho các vị sau bữa ăn. Thông thường sau bữa ăn chúng ta nên đi kinh hành. Nó vừa là một phương pháp tu tập mà nó cũng vừa là một cái cách để giúp cho chúng ta chuyển hóa về vấn đề thức ăn sau bữa cơm được tốt. Trong cái vận động nhẹ nhàng như vậy, sau bữa ăn đi nằm liền lại là không tốt. Thành ra ở đây những phương pháp ở trong chùa đã giúp cho chúng ta cái cách tốt đẹp về chuyển hóa thân tâm. Nhưng mà không có điều kiện thì các vị xem những cái nội quy của tu viện. Tu viện ở đây có cái nội quy, các vị dựa vào trong đó các vị cũng có thể hoàn thiện được bước đi, cái nói, cái nhìn, cái trao đổi của bạn đạo chúng ta trong một phạm vi tu tập thì cũng tốt lắm rồi. Tôi mong rằng các vị ở đây là những người có tuổi tác, ý thức các vị rất cao, cho nên tôi không cần phải chi ly dặn dò những cái đó. Nhưng mà chỉ có điều là các vị dắt theo những em nhỏ, thì nếu các vị cảm thấy rằng không tin tưởng các em nhỏ có thể tôn trọng một cách tốt theo nội quy, bởi vì các em còn quá trẻ, thì các vị có thể chọn một giảng đường, ví dụ giảng đường tự do chẳng hạn, để dễ dàng quản lý và các em dễ vô ra. Còn nếu chúng ta đã vô một giảng đường như thế này thì các em đó phải ở độ tuổi tương đối để tránh bớt sự vô ra làm mất trật tự và động niệm những người ngồi tu học. Đó là vấn đề thầy lướt qua cái vấn đề đó một chút xíu thôi. Còn giới luật các vị đã thọ của một người cư sĩ thì tùy nghi mà giữ gìn ít nhất trọn vẹn hai giới trở lên là một người cư sĩ đã đúng pháp rồi. Còn những cái khác giữ càng nhiều càng tốt. Nếu tuyệt vời hơn, các vị ở mức độ cao nhất của một người cư sĩ tại gia, các vị giữ trọn năm giới là quá tuyệt vời. Cái đó tùy khả năng của mọi người. Còn cái nào chúng ta giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có những cái không giữ được mà tự hạn chế ít nhiều cũng tốt cho các vị về ít nhiều. Đó là vấn đề nguyên tắc của việc học Phật. Thầy tiếp theo một vấn đề nữa, đó là vấn đề là Phật tử với vấn đề học tu. Học tu chỉ có ba pháp môn căn bản, đó là thiền, tịnh và mật. Ở đây thầy không chuyên môn về thiền, nhưng mà ở một mức độ nào đó có thể chia sẻ với các vị trong một vài khái niệm vậy thôi. Còn phần lớn đạo tràng ở đây hướng dẫn các vị là trì chú và tụng kinh sám hối. Bởi vì hai mục đích này thầy dựa vào cái quyển này Lục Diệu Pháp Môn của Tổ Thiên Thai Trí Khải. Tổ đã bảo ở trong đó là thời mạt pháp, pháp nhược ma cường, hành giả muốn tu hành đến nơi đến chốn, dễ hành thâm vào trong tuệ giác hay là dễ dẫn đến con đường chánh niệm, thì điều tiên quyết là cần phải trì chú và sám hối. Nhờ trì chú để được chư Phật gia hộ, chư thần gia hộ và tâm lực mạnh mẽ để giúp chúng ta vượt qua những ma chướng hay là những thử thách. Nhờ sám hối để bào mòn nghiệp chướng, vì vậy chúng ta nhẹ nhàng trên con đường tu hành, không bị lắm chông gai. Vì vậy cho nên khóa tu này, khóa tu nào cũng vậy, trì chú buổi sáng, sám hối buổi chiều là mục đích của tôi, là muốn tạo điều kiện cho tốt nhất các vị trong vấn đề chuyển hóa nghiệp chướng. Trong cái khả năng của chúng ta là một phàm phu, không dễ gì chiến thắng những tập khí xấu của chúng ta đâu. Các vị nhớ vậy, có khi chúng ta biết rõ chúng ta nhiều tham, chúng ta biết rõ chúng ta nhiều sân, có khi chúng ta biết rõ chúng ta nhiều si, nhưng mà không dễ gì chiến thắng được các vị. Sau những cơn đó hành hạ rồi, sau những đổ bể rồi, chúng ta mới ngồi lại, chúng ta mới giác ngộ từ lần. Và đôi khi chúng ta rất tiếc là tại sao lúc đó chúng ta vụng về để cho tham sân si chi phối như vậy. Nhưng ở đây bằng sự tu hành của chúng ta, tạo điều kiện cho các vị tu tập và các vị lấy ở cơ bản này, mai này các vị về tiếp tục hành trì, thì chính cái hành trì đó nó sẽ tạo thêm cái năng lực để giúp cho các vị có khả năng làm chủ và dễ vượt qua với những cái tham sân si mà trong đời chúng ta từng mắc phải. Không có nghĩa là tận gốc, nhưng mà ở một mức độ nào đó cũng kiềm chế được một sự phát tác ở một khả năng nào trong cái vấn đề dụng công của chúng ta. Vì vậy trong ba pháp môn căn bản là thiền, tịnh và mật, các vị muốn tu thiền thì cứ tu. Tu thiền thì tìm một vị thầy chuyên về thiền sẽ hướng dẫn các vị
nhất là thiền viện chẳng hạn. Đó. Hay là các vị tu tịnh thì các vị cứ theo những pháp môn mà quý thầy đã từng hướng dẫn. Và ở đây có cơ bản nhất chùa Hoằng Pháp là chủ động về vấn đề là chuyên tu tịnh độ. Hay là các vị tu mật thì tùy các vị. Nhưng tất cả các pháp môn của Đức Phật, cho dù phân ra thiền, tịnh, mật hay là nhiều pháp môn khác, nhưng điều duy nhất ở trong đó, không pháp môn nào mà không có thiền. Không phải tu thiền mới có thiền. Tu thiền có nghĩa là các vị đi đến chánh niệm thanh lọc nội tâm bằng phương pháp thiền. Tu tịnh có nghĩa là các vị đi đến chánh niệm và thanh lọc nội tâm bằng con đường tịnh độ. Tu mật các vị đi đến chánh niệm và thanh lọc nội tâm bằng con đường tu mật. Cho nên thiền, tịnh, mật hay là nhiều tông phái khác thì thiền vẫn là cái tính chất căn bản trong tất cả các pháp môn. Nếu pháp môn nào tu theo Phật mà không có tính chất thiền thì đó không phải là pháp môn của Phật giáo. Vì vậy tịnh độ cũng phải có thiền, thiền cũng phải có tính chất thiền, và mật cũng phải thiền, và nhiều pháp môn khác cũng phải có thiền. Thiền nó không phải là chỉ là thiền tông. Thiền để chỉ cho sự thanh tịnh chánh niệm, sự rạn đục khơi trong, cái sự làm sạch não của chúng ta, hay là cái sự giác ngộ cùng tột trong con người của mình, hay là đỉnh cao của giác ngộ, hay là sự chánh niệm cùng khắp, sự giác ngộ cùng khắp. Tất cả những cái đó người ta gọi đó là chính chất là thiền. Nhưng mà có những người đạt được cái đó bằng phương pháp thiền mà thiền học đã dạy. Có những người đạt được cái đó bằng phương pháp con đường tịnh độ quý thầy dạy, bằng cách niệm Phật hay gì đó. Hay là có người đi đạt được cái đó bằng phương pháp là mật tông trì chú chẳng hạn. Thì pháp môn nào cũng vậy. Nếu người tu học thì phải dung hợp các pháp môn, là ở chỗ là dựa vào khả năng của mình để chọn cho một pháp môn thích hợp. Có người thích hợp đi vào con đường tu tập thanh tịnh bằng tịnh độ thì cứ chuyên tâm niệm Phật, thậm chí một mức độ cầu nguyện giảng sanh. Có người có duyên với con đường hành trì quán chiếu và chánh niệm theo con đường thiền để đi vào con đường mà thanh lọc nội tâm bằng con đường thiền thì cứ ứng dụng thiền. Có những người đi vào đường thanh lọc nội tâm bằng con đường mật tông thì cứ chọn mật tông. Tất cả các pháp môn đều là pháp môn của Phật, không hơn không kém. Kém hay hơn ở chỗ năng lực hành trì của chúng ta, chứ không phải ở pháp môn. Nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây các vị cứ tu tập chọn lấy, không pháp môn nào chống đối với pháp môn nào cả. Còn điều cốt tủy, thiền vẫn là nguyên tắc cho con đường của Phật giáo từ quá khứ đến bây giờ. Và các pháp môn đều phải dựa trên nền tảng của thiền để phát sinh. Thiền ở đây là tính chất căn bản, chứ tôi không muốn nói là riêng về thiền tông. Thiền tông cũng là một pháp môn đã qua biến cách rồi, chứ không mang tính cách là nguyên thủy nữa. Nhớ là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta cần phải hiểu với pháp môn mà hành trì như vậy để chúng ta tự chọn. Nhưng tôi nghĩ với căn cơ của các vị, phần lớn có thể thích hợp ở pháp môn niệm Phật và trì chú. Ai ở đây có thấy có khả năng mình là thích hợp với phương pháp là niệm Phật và trì chú đâu, các vị đưa tay lên cho thầy coi ra. Cảm ơn các vị. Còn lại những người không đưa tay, thích hợp với pháp môn nào? Hả? Pháp môn nào? Hả? Chưa biết. Họ nghe câu thấy giỡn ốc. Tu tập đến hôm nay mà chưa biết. Cái này là phải xét lại nha. Kể từ hôm nay hay là từng tuổi này rồi, phải định hướng cho một pháp môn rõ ràng nha. Các vị nhớ là không có nửa vời á. Chúng ta nửa vời là không có được á. Ở đây á, nửa vời chúng ta sẽ không khéo, chúng ta trở thành một cái câu thí dụ trong Phật ngôn, đó là chó chết giữa dòng á. Nguy hiểm vô cùng. Lội bên đây cũng mà muốn, mà lội bên đây cũng muốn, mà muốn hai bên mà lội qua lội lại, chưa bên nào đến bờ, cuối cùng chết giữa dòng, đuối. Cho nên ở đây phải để ý, phải từng tuổi này tu tập cỡ này, phải biết rất rõ, xét lại căn cơ của mình và chọn cho một pháp môn. Cái đó dành cho một vài chuyên môn khác, nhưng tôi chỉ có cái niệm để ủng hộ cho các vị trên vấn đề chọn pháp môn tu thôi. Cái cuối cùng đó là Phật tử với vấn đề là hộ trì chánh pháp. Điều này không đơn giản tí nào, nhưng mà tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Như từ đầu tôi đã nói, Phật tử đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc thịnh suy của Phật giáo. Sự thịnh suy này
các vị góp một phần không nhỏ, cũng một phần do các vị mà Phật pháp được thịnh hành, mà cũng một phần do các vị mà để làm cho Phật pháp bị điêu tàn hay là suy vi. Cái này các vị nên nhớ là như vậy. Dĩ nhiên trong con người chúng ta, trong đầu óc, muốn Phật pháp thịnh hay là suy? Hả? Ai muốn Phật pháp thịnh đâu đưa tay lên coi. Đâu ai dám không đưa tay không? Xin thưa các vị, điều này dĩ nhiên người con Phật chúng ta đều muốn Phật pháp thịnh hành. Phật pháp thịnh là để chi? Khi Phật pháp thịnh hành, chúng ta cảm thấy rất yên tâm, biết rằng Phật pháp thịnh hành thì có rất nhiều chúng sinh bớt khổ. Đây là cái điều cốt lõi nhất trong lòng. Khi biết nhiều người tu có nghĩa là biết rằng đã nhiều người được chuyển hóa khổ đau. Cho nên bản thân tôi muốn nói với tất cả các vị là làm Phật tử hộ trì chánh pháp thì chúng ta cần phải biết một số điều cơ bản sau đây. Điều thứ nhất, có những người là một mạnh thường quân của một chùa nào đó, do chúng ta cúng dường nhiều hay là do chúng ta đóng góp công sức nhiều hay là cái gì đó, đôi khi chúng ta lại kiêu ngạo và ngã mạn. Có những khi chúng ta có khả năng hơn ông thầy trụ trì hay là một sư cô trụ trì thì chúng ta lại làm càn và lấn lướt cả sự quyết định của trụ trì. Như vậy vai trò cư sĩ không còn tôn trọng tăng bảo thì đó không phải là cái chuyện để gọi là Phật giáo thịnh hành. Sự đóng góp của chúng ta đã tạo nên cái điều kiện tốt cho một cái con người nào đó có cái sự phụng sự đạo pháp để tăng phước báo, đồng thời góp phần để mở mang Phật pháp với quý thầy hay là quý sư cô trụ trì đó. Nhưng lúc nào chúng ta cũng phải giữ phận mình là một cư sĩ, phải kính trọng hình thức tăng già. Tôi nhớ ngày xưa bác Minh Triết ở tỉnh Vĩnh Long. Tôi nói thật với các vị, bác Minh Triết trước kia là một nhà giáo, sau đó theo Hòa Thượng Đắc Pháp, là đệ tử của Hòa Thượng Đắc Pháp ở trường trung cấp của tôi. Mà các vị biết trường trung cấp thở đó là tăng ni á, nhất là tụi tôi nè. Tuổi sao? 17, 18, 19, 20 không à. Mà thật ra những cái tuổi này ăn chưa no lo chưa tới, cho nên là đôi khi á, bắn cu ly đá cầu hay là làm nhiều việc lôi thôi, hoặc là nhiều khi á, ẩu tả nhiều thứ lắm. Nhưng mà bác gặp bất cứ một vị nào bác vẫn kính trọng. Thì tôi cũng thấy là đôi khi mình thấy mình cũng chưa xứng đáng. Nhưng mà bác nói như thế này, bác nói con tôi có 5 đứa mà chưa đứa nào làm được như mấy thầy. Cho nên tôi không biết mấy thầy tu như thế nào mà mấy thầy cạo đầu xuất gia vô đây ăn chay niệm Phật là tôi kính trọng trước cái đã. Đây là câu nói của bác Minh Triết, tôi nhớ hoài. Chuyện cái gì đó là chuyện của các thầy. Trước mắt là con tôi có mấy đứa mà không ai làm được điều này. Bản thân tôi cũng thế. Cho nên các thầy được như vậy thì tôi kính trọng. Còn chuyện tu hành được bao nhiêu hay là các thầy thiếu tu, các thầy tự thiếu phước hay là các thầy tự trả nghiệp lấy. Còn bản thân bác là như vậy. Cho nên một người như thế mà hộ pháp tam bảo, hộ pháp cho Phật pháp là vô cùng tốt. Một người phải có một cái đầu óc như thế. Cho nên chúng ta làm được một chút xíu gì trong Phật pháp, chúng ta cứ thấy rằng mình có phước duyên để đóng góp cho tam bảo, cho sự phát triển hay là còn mất của Phật pháp. Đừng dựa vào đó để ỷ thị, để gây áp lực, thậm chí lấn lướt quyền hành của trụ trì là vấn đề không nên. Dầu thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tự xét nét mình. Trừ ra một thầy trụ trì đó hay là một sư cô trụ trì đó quá bê bối, không còn cách nào khác. Nhưng mà khi một vị thầy có những vấn đề sai lầm hay là bê bối chuyện gì, người Phật tử chúng ta phải góp phần phát huy cái vấn đề Phật pháp xây dựng tăng bảo như thế nào. Nếu ta là một người có uy tín, có thể nói chuyện được với thầy đó hay là sư cô đó, chúng ta phải kề bên chút tâm sự với thầy. Thầy à, việc này con hay tôi thấy không thích hợp lắm, thầy nên dạy vậy. Hay là sư cô à, việc này như vậy thấy chưa thích hợp lắm, nên như thế như thế. Cùng góp phần xây dựng tăng bảo. Mình là người có kinh nghiệm, có tuổi tác, hoặc là mình là người nghe ngóng về vấn đề dư luận khách quan, mình đem cái điều đó bày tỏ như một điều góp phần để làm thanh tịnh tăng già. Chứ không phải là mình sỉ vả chỉ trích, thậm chí mình kéo theo nhiều người để chửi mắng bươi móc, thậm chí mình có làm viết nhiều thơ nặc danh để rải ra tùm lum phát tùm lum như vậy. Các vị làm cho người ta cười chê và chỉ trích tam bảo hay là chỉ trích tăng già, các vị vô cùng có tội. Tội trong vấn đề phá sự thanh tịnh của tăng bảo. Các vị đã đem công sức của các vị đóng góp Phật pháp, các vị đổ sông đổ biển hết rồi. Vì vậy cho nên người cư sĩ được quyền góp ý với tăng bảo, góp ý với quý thầy, góp ý với quý cô. Nhưng góp ý thế nào?
đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi và đúng tư cách của một người Phật tử. Góp ý nhằm xây dựng, chứ không phải chỉ trích, bươi móc, cho hả những cái tức, cái giận của chính bản thân mình. Điều đó dứt khoát là không nên như vậy. Đồng thời, chúng ta không thể tạo thêm cái dư luận để đi nói bươi móc tùm lum tà la, kiếm thêm nhiều người cùng đồng tình để sỉ vả tăng bảo hay là chỉ trích người đó. Đó lại là vấn đề nguy hiểm nữa. Cho nên người Phật tử phải hộ trì chánh pháp là như thế nào cũng phải xây dựng tăng già, và góp ý để khắc phục. Trừ ra người đó không có khả năng khắc phục thì các ban đại diện hay là các vị thầy hay là những người lớn hơn có quyền khắc phục, thì chúng ta thưa bạch với những gì đó để có khả năng mà gọi là thuyết phục người đó tốt hơn. Chứ chúng ta đừng có vận động hay lôi kéo hay rồi photo hay là viết thơ nạt danh hay. Cái đó các vị làm gì? Làm suy đồi đạo pháp, vô cùng đau xót. Nhưng riêng bản thân của các vị, tôi muốn nói như thế này: bản thân các vị phải giữ một lập trường là niềm tin tham bảo. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Vì vậy cho nên việc của cá nhân mọi người không để trở thành cho lòng chúng ta bị dao động bởi niềm tin tam bảo. Con đường chúng ta đã chọn về Phật pháp thì chúng ta cứ đi, quan trọng nhất tu được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Cho nên người Phật tử phải tin tưởng vào tam bảo ha, phải xây dựng tăng già một cách thích hợp, phải có hiểu biết về giáo pháp của Đức Phật để không bị lợi dụng bởi các tà kiến, mê tín dị đoan ha. Phải biết được đâu là lời Phật dạy, đâu là những lợi dụng cái đó. Nhất là thời đại này băng đĩa thông tin rất nhiều, đôi khi các vị mơ màng không biết đâu là Phật pháp thì cái đó rất tội cho các vị. Cho nên cái gì đúng với Phật pháp thì nghe, hiểu và đã từng khẳng định được điều đó rồi. Cái gì những cái chuyện mơ màng giống như tôi nói hồi nãy giờ đó, các vị nên loại bớt chúng ta để đừng phân vân trong con đường tu học như vậy. Hôm nay có ít lời chúng tôi muốn cho các vị có một cái khái niệm một người cư sĩ Phật tử tại gia cần biết những điều cơ bản đó, để chúng ta cứ giữ vững niềm tin tu học, thậm chí không có duyên đến chùa tu học, ở nhà cũng tự có cái cách để hoàn thiện lấy mình, để tu học đem lại nhiều lợi ích tốt đẹp. Chúc các chị một khóa tu thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, 2 tiếng đồng hồ trôi qua, 120 phút. Mặc dù bên ngoài trời rất nắng nóng, nhưng chúng con ở trong này thật sự lại cảm thấy vô cùng mát mẻ. Chúng con mát mẻ vì những lý do sau. Thứ nhất, được về tu viện Tường Vân để tu tập cùng với nhau rất là ấm cúng. Thứ hai, được lắng nghe Phật pháp đem đến sự pháp lạc, sự hỷ lạc vô biên trong tâm hồn của chúng con. Điều thứ nữa đặc biệt hơn, mỗi lần ở bên thầy được nghe thầy dạy dỗ, chúng con cảm thấy mát mẻ vô cùng. Chỉ bấy nhiêu thôi, tâm hồn chúng con lại sáng lên. Và nguyện với thầy, tất cả những sự chia sẻ của thầy dành cho chúng con xin được khắc cốt trong lòng. Cầu chúc tam bảo gia hộ thầy luôn được bình an. Giờ phút này đã hết, thỉnh thầy cùng toàn thể đại chúng đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
làm gì thành công giữa dòng đời. Tôi về gom lại muôn ngàn sắc thắm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường. Đem đến cho đời tỏa sáng nơi em thương xác nhân từ. Làm ơi làm hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làm ơi làm hiền một màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm dịu mát cho quê hương. Làm ơi làm hiền là dòng suối thân thương ngọt ngào lắng trong luôn tươi mát cho đời xanh tươi. Làm ơi làm hiền một trời làm yêu dấu vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông. Thành công giữa dòng đời, tôi về gom lại muôn ngàn sắc thắm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường. Đem đến cho đời tỏa sáng nơi em thương xác nhân từ. Làm ơi làm hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làm ơi làm hiền một màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm dịu mát cho quê hương. Làm ơi làm hiền là dòng suối thân thương ngọt ngào lắng trong luôn tươi mát cho đời xanh tươi. Làm ơi làm hiền một trời làm yêu dấu vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông. Áo em đẹp quá đẹp quá, một màu đến cho đời tình yêu tỏa sáng nơi em thương xác nhân từ. Làm ơi làm hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làm ơi làm màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm
điệu mát cho quê hương. Làm ơi làm hiền là dòng suối thân thương, ngọt ngào lắng trong luôn tươi mát cho đời xanh tươi. Làm ơi làm hiền một trời làm yêu dấu, vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông. Thành công giữa dòng đời, tôi về gom lại muôn ngàn sắc thắm, vẽ đến trọn đời nét hồn nhiên. Áo em thơm ngát khói trầm hương, ngược gió bay trên khắp nẻo đường, đem đến cho đời tỏa sáng nơi em hương sắc nhân từ. Làm ơi làm hiền là hạnh phúc cho ta, một niềm thiết tha đưa ta đến chân trời yêu thương. Làm ơi làm hiền một màu lam thanh khiết dưới ánh trăng rằm dịu mát cho quê hương. Làm ơi làm hiền là dòng suối thân thương, ngọt ngào lắng trong luôn tươi mát cho đời xanh tươi. Làm ơi làm hiền một trời làm yêu dấu, vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông.